khi mà có chiếc xe đạp là ách Tại lắm vì mà. ông bà tại vì ông bà nói là cầm tay là có bầu ấy thầy. Nên không dám cặp luôn ha. Rồi, ngon hơn là khi có chiếc xe đạp, cái quen xong cái chở cô gái sau lưng đi chơi. Thì các anh chị sẽ biết á, người ngồi phía trước chở người ngồi phía sau á, cái khoảng cách của nó càng xa. Khoảng cách càng xa thì chứng tỏ là mới quen. Mới quen nhau là ngồi xa lắm. Người ngồi phía trước và người ngồi phía sau, cái khoảng cách mà người ta có thể phóng ngang được thì lúc đó mới quen. Âm lượng vũ nói gì cả nhà nghe rõ không? Là chị Nguyệt kiểm tra lại cái thiết bị giúp em. Và theo thời gian thì các chị sẽ biết á, đó là khoảng cách của người ngồi trước và người ngồi sau ngắn dần. Thì mình sẽ lấy cái bối cảnh mà lúc mới quen đi ha. Cái chàng trai quen một cô gái, cái chở cô gái trên con đường vắng, hai bên không có nhà cửa, có cây cối thôi. Hôm đó cái trời đổ mưa mà không có chỗ trú mưa, thì phải dầm mưa chạy về chứ biết sao giờ. Cái cô gái mắc mưa mà lạnh quá, cái rút người lại thế này. Thì cô gái lạnh quá, chàng trai thấy vậy mới lấy cái áo khoác của mình á cho cô gái mặc. Nhưng mà trời vẫn cứ mưa. Mưa một chút xong lạnh quá chịu hết nổi. Cây cô gái cũng phải ôm chàng trai cho bớt lạnh. Câu hỏi đặt ra, không có cơn mưa thì chừng nào nữa không? Lâu ạ. Lâu ạ. Vậy thì chúng ta sẽ biết rằng rồi sẽ ôm thôi, nhưng mà nó cần thêm một thời gian, cần thêm một quá trình. Vậy thì cơn mưa đó là chất xúc tác của tình yêu, nó làm cho phản ứng ôm diễn ra nhanh hơn. Thì trong trường hợp này các anh chị biết, cơn mưa nó giống như vitamin và khoáng chất, nó là chất xúc tác và tham gia vào cái quá trình sinh hóa để cho đường đạm béo biến thành năng lượng nhanh hơn, để cho đường đạm béo nó chuyển hóa để duy trì cấu trúc cơ thể, xây dựng, sửa chữa, tạo men và nội tiết tố nhanh hơn cho cơ thể. Hình dung ý này không ta? Vậy là cứ mỗi lần mình nhớ tới vitamin thì các anh chị nhớ tới cơn mưa tình yêu, có nó thì nó sẽ nhanh hơn. Và đó là cách đơn giản để lý giải về mặt dinh dưỡng học, để chúng ta thấy rằng vì sao thông thường người lớn tuổi khi có bệnh tật thì chậm phục hồi hơn thời trẻ. Bởi vì lượng vi chất của người lớn tuổi đã hao hụt và ít hơn thời trẻ tương đối. Vì vậy, dù có ăn đường đạm béo đủ vào trong cơ thể đi chăng nữa, thì quá trình sinh hóa để biến đường đạm béo thành các yếu tố dưới đây, nó cũng chưa có thuận lợi. Vì vậy, người lớn tuổi thường khi bất ổn sức khỏe sẽ chậm phục hồi hơn. Tới đây hình dung được không? Đó cũng là lý do để lý giải là ăn uống cũng khó tiêu hơn, hấp thu kém hơn, chuyển hóa ít hơn. Bởi vì lượng vitamin và lượng khoáng chất đã ít hơn so với thời còn trẻ. Tới đây hình dung được không cả nhà? Rồi, đó là vai trò trọng điểm của vitamin và khoáng chất. Với vitamin và khoáng chất, nó có một cái khiếm khuyết mà thường trong thực phẩm á, người ta thường mắc phải. Không phải là không biết nó quan trọng, không phải là không cần nó, mà là bởi vì người ta không tính toán được, và ta không có tính toán được trong thực phẩm hàng ngày ăn nó cung cấp được bao nhiêu vi chất, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là thiếu hụt vi chất thì thường nó khó biểu hiện, nó ít biểu hiện ra bên ngoài. Nhưng mà thiếu đường đạm béo thì biểu hiện không? Đơn giản không? Thiếu đường đạm béo thì đơn giản để nhận biết hơn bằng cái hiệu ứng đơn giản, đó chính là thèm. Các chị thử Em nhịn cơm 2-3 ngày đi, thấy thèm cơm không? ạ. Dù mình có ăn thay bằng bún, bằng mì, bằng phở, nhưng ăn liên tục 2-3 ngày gặp cơm mình vẫn thèm. Tức là do thiếu hụt nên dễ nhận biết. Ai đó ăn mặn quen rồi chuyển sang ăn chay ra khoảng 2-3 ngày thôi, cảm thấy sao? Cũng có vấn đề, phản ứng thèm nó sinh ra là nhớ liền, nó dễ nhận biết khi thiếu hụt. Nhưng mà thiếu canxi á thì nó không thèm, thiếu sắt thì nó không thèm.
thiếu các vitamin và khoáng chất nó không có thèm, nên khó nhận biết. Còn khi nhận biết được thì phần lớn bệnh tật đã phát sinh. Cho nên trong ngành dinh dưỡng học á, thì người ta gọi đó là vitamin và khoáng chất nè, người ta gọi cái này gọi là nạn đói tiềm ẩn trong ngành dinh dưỡng á, thì người ta dùng cái từ là nạn đói tiềm ẩn. Tức là con người trong xã hội hiện đại không có chết đói, ăn uống không có thiếu hụt, nhưng chỉ có đói cái vi chất thôi, nên còn gọi là nạn đói tiềm ẩn. Nạn đói tiềm ẩn. Rồi. Đó là vai trò tổng thể của vi lượng mà chúng ta thấy. Dưỡng chất thực vật. Dưỡng chất thực vật thì năm màu như hôm qua chúng ta đã giao lưu. Đó là màu. Màu xanh. Xanh, cam, vàng, đỏ, trắng, tím. Dạ, đỏ, cam vàng. Cam vàng chung một nhóm. Trắng và tím. Đó là dưỡng chất thực vật. Và vai trò chính của dưỡng chất thực vật như chúng ta chia sẻ hôm trước, đó là chống oxy hóa. Ứng dụng trong ngành y học đó là kháng viêm. Đó là lý do tại sao nó có thể ngăn ngừa ung thư và tham gia cũng như hỗ trợ quá trình điều trị ung thư. Nhà trong ngành làm đẹp thì làm cho trẻ hóa da. Ứng dụng trong ngành làm đẹp đó là làm cho trẻ hóa, kéo dài thanh xuân. Đó là vai trò cơ bản và trọng điểm của dưỡng chất đa lượng, vi lượng và dưỡng chất thực vật. À, tới đây cả nhà hình dung được không? Cả nhà hình dung được không cả nhà? Dạ, cuối tuần cho nên cũng nhiều việc hen. Ok Dạ. thầy thống kê lại bảng cái này rất là tuyệt vời, dễ hiểu đấy ạ. Dạ, thống kê để mình đơn giản để nhớ. Vâng, dạ rất là dễ Rồi. hiểu. Cái mình thêm một bảng nữa. Cái vô chi tiết từng Tiếp loại. em đây ạ. Dạ, đồ hình thứ hai. Các anh chị vẽ cũng giống đồ hình một vậy đó, nhưng mà thêm một ô vuông ở phía dưới. Tức là ở trên một ô, dưới bốn ô. Anh chị làm cái đồ hình này nè, sau đó lặp lại mấy chục lần là xong. Làm một lần xài một đời. Rồi, các anh chị ghi ở trên là chất dinh cái tên chất dinh dưỡng,
Cái ô thứ nhất bên trái các anh chị ghi, đó là nhu cầu của chất đó mỗi ngày là nhiêu. Nhu cầu trên ngày. Nhu cầu trên ngày. À, cái ô thứ hai các anh chị ghi, nguồn cung cấp. Tức là ăn cái gì có chất đó. Thứ ba là vai trò của chất đó là gì đối với cơ thể. Cái thứ tư là nguy cơ thiếu hụt. Chứ mình không dùng từ bệnh nha. Mình là có nguy cơ thôi. Bởi vì thiếu dinh dưỡng chưa chắc bệnh. Nhưng mà đã bệnh rồi muốn phục hồi thì phải có dinh Mỗi một chất chúng ta làm một bảng là Ủa, xong. cái như cái đó vô đi không? Hình dung được nha. Đó là cơ bản chúng ta sẽ nắm bốn khái niệm nguồn. Còn nếu như các anh chị muốn đào sâu á, thì bảy khái niệm. Chúng ta sẽ lấy ví dụ một cái mình đưa vào là xong. Ví dụ như là mình nói về canxi chẳng hạn. Khoáng chất canxi. Thứ nhất về canxi, có một vài các khái niệm nguồn sau chúng ta cần làm rõ. Thứ nhất, theo các anh chị là cơ thể chúng ta có canxi không? Không? Có. 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 Rồi. Câu thứ hai, vậy thì có bao nhiêu? Mình đang có nhiều canxi trong cơ thể, tài sản của mình đó. Biết thầy ạ. Rồi, câu này là không biết rồi. Cứ cái nào không biết thì ghi vô. Con người biết nhiều thứ trong cuộc đời, có cái của mình là không biết thôi. Nếu mình nhớ luôn, hình dung được không? Đó, thấy chưa? Mình biết nhiều thứ đúng không? Dạ, biết nhiều thứ. Dạ, biết nhiều thứ. Ngài, các anh chị lý giải có bao nhiêu? Ok, 800, 800 đến 1.000. Dạ, Đến lúc này. ghi cho chắc. Giống khóa trước kia đó, em có hỏi anh kia vui lắm. Mỗi khóa có một bối cảnh. Đợt học xương khớp khóa 4 á, em hỏi học viên là theo các anh chị thì con người có bao nhiêu xương. Cái anh đó anh hào hứng lắm, anh nói con người có 300 xương. Cái Vũ không nói gì hết, cái Vũ cười, Vũ nói các anh chị xuống hàng. Các anh chị ghi 300 xương hai chấm là xương con gì đó, chứ không phải xương của con người. Anh ghi xong anh nhớ tôi già luôn, ông nói thầy làm em ghi quá trời luôn, cuối cùng thầy cho em gấu. Vậy đó mà ông nhớ luôn suốt cuộc đời ông, con người thì ghi vô chỉnh lại. À, xương con gì chứ phải xương con người, chấm. À, xương người là khoảng 206 xương. Là ông nhớ luôn. Dạ nên vui lắm, có bối Một cảnh vậy thôi. Rồi vậy thì với canxi á thì nó sẽ chiếm khoảng 2% trọng lượng cơ thể. À, vậy thì mỗi người sẽ khác nhau. Người 100 kg thì có khoảng 2 kg. Đó là tài sản của mình đó. Thì cơ thể của mình nó có nhiều khoáng chất như hôm trước mình có chia sẻ rồi.
thì lượng canxi nó sẽ chiếm khoảng 36% trên tổng số khoáng chất trong cơ thể. Cho nên có thể gọi canxi là khoáng chất có hàm lượng cao nhất trong cơ thể. Rồi. Thầy ơi, 36% trong tổng số gì hả thầy? Tổng số khoáng Hàm chất, lượng. tức là tổng cái khoáng chất trong cơ thể của con người bao nhiêu đó không biết, canxi nó chiếm khoảng 36%. Rồi. Tới nghi vấn thứ ba. Vậy thì nó ở đâu trong cơ thể? Trong xương, trong móng, Răng ạ. Ở đâu? Xương, Răng móng, ở, tóc. ở trong răng. Dạ. Có thể Dạ. ở trong xương của cái Gặp đâu nữa? xương khớp máu tóc trong Dạ. Nếu về mặt chuyên môn thì các anh chị sẽ nắm hai thông tin được hướng dẫn. Đó là 99% thì nằm ở xương. xương và răng. Đó, nên ai muốn răng chắc khỏe thì đầu tiên đó là phải đủ canxi. Thì sau đó mới vệ sinh răng miệng phù hợp. Thiếu hụt canxi dù đánh răng đều đặn răng cũng không khỏe. Nó là cái lỗi mà. À, cho nên muốn con của mình, con của ai đó mà răng mọc chắc khỏe, tốt thì lưu ý tới mật độ canxi, tới hàm lượng canxi. Rồi. Cái thứ hai đó là 1% nằm trong trong máu. Rồi. Vậy thì chỗ nào có máu? Toàn bộ cơ Vậy thể thì chỗ nào cũng có canxi. Ừ. Nhưng với canxi trong máu người ta còn gọi là canxi huyết. À, thì 1% canxi huyết này rất là quan trọng. Là nó làm cho cân bằng nội môi. Cho nên 1% trong máu này nè, đó là một hằng số. À, thiếu hụt là nó sẽ lấy từ xương phóng thích vô máu liền. Và một trong những nguyên nhân sinh sản do thiếu canxi là do nguyên nhân này. Nó là thiếu hụt canxi trong máu, cho nên cơ thể phải lấy cái nguồn canxi từ trong trong xương đi ra để cung cấp. Từ trong xương đi ra để cung cấp. Và quá trình lấy đó, nó đi vô máu, xong thận bắt buộc phải lọc và đưa tới nơi phù hợp. Và từ đó nó dẫn tới bất ổn của sạn. nóng xương. Đó. Hình dung cái này không? Đó. Đó là điều quan trọng. Vì vậy, hàm lượng canxi trong máu đó là một hằng số. À, nó dao động khoảng 2,15 đến 2,17 millimol trên lít. À, là một hằng số ha. Millimol trên lít. Và nhớ hằng số này ha, nó không phản ánh tình trạng dinh dưỡng. Tức là nếu như cái chỉ số này nó dưới số này nó cũng không báo hiệu là thiếu hụt canxi nha. Nó không có liên quan tới yếu tố dinh dưỡng mà liên quan tới yếu tố cân bằng nội môi. Hình dung không? Rồi. Cái thứ ba. Cái thứ tư, câu hỏi quan trọng. Vậy thì cơ thể con người có thể tự tạo được canxi không? Có Tạo làm sao? qua dinh dưỡng, qua thực phẩm mình ăn vào đúng không? Thì vậy thì có tạo không? Có. Tạo làm sao? Do mình cung cấp dinh dưỡng, thực Gì đâu có phẩm. tạo.
mình ăn đồ ăn vào thì giống như chuyển hóa luôn Đúng thầy. rồi, nó chuyển hóa hấp thu chứ cơ thể đâu có tự tạo được. Nên là tức là sao? Muốn có được cái mực hàm lượng canxi này là cơ thể phải cung cấp từ bên ngoài vào, mà phần lớn đó là từ thực phẩm. Thông qua quá trình chuyển hóa nó đi vào trong cơ thể, à, quá trình chuyển hóa. Rồi phải phụ tác chữ chuyển hóa ha. Cái nó chuyển thành canxi. Thì lượng canxi này sẽ được hấp thu ngay tại ruột non. Nó được dự trữ tại xương và đào thải qua thận mỗi ngày đều như vậy. Nó bắt đầu biết lý do sạn thận chưa? Nó cũng liên quan đến đó đó. Đó. Rồi. Sau khi mình nắm cái này rồi, cái câu thứ năm. Vậy thì vai trò của canxi như thế nào đối với cơ thể? Canxi có vai trò gì đối với sức khỏe, đối với cơ thể này? Rất quan trọng, rất là quan trọng và Quan trọng không? rất là quan trọng. Dạ, quan trọng đến nỗi mà cực kỳ quan trọng. À, nó quan trọng như thế nào? Cái thứ nhất là chúng ta thấy rất rõ đó. Đầu tiên là nó liên quan tới sức khỏe của Của xương và răng. xương răng. Đó là cái đầu tiên rồi đó. Sức khỏe của xương và răng. Rồi, cái thứ hai. Dựa trên yếu tố kia thì nó quân bình ở máu, cân bằng nội môi. Nên vai trò đặc biệt của nó là chống gì? Chống đông máu. Làm lỏng máu. Đó. Nên có thể dùng từ đơn giản là gì? Nó hỗ trợ hoạt động đông máu. Từ chính xác là đông máu. Tức là thiếu canxi thì máu loãng. Thiếu canxi thì đứt tay, máu chảy không ngừng. Nếu dùng từ đúng là đông máu. Rồi. Nếu nói như vậy thì những người mà bị bệnh tiểu đường mà họ không không dễ bị không dễ đông máu ấy, là họ bị rối loạn và thiếu hụt lượng lớn canxi đúng không thầy? Có nguy cơ. Thiếu hụt canxi là một trong những nguyên nhân. Nhưng phần lớn người tiểu đường, nếu mà đi kiểm tra lại á, thì mật độ canxi thường thấp. Tuy nhiên cái việc mà họ chảy máu không ngừng nó không phải trong trường hợp này liên quan bệnh lý. Canxi đóng góp một phần. Chứ không phải canxi là nguyên nhân chính, mà là nguyên nhân tiểu đường là chính. Rồi. Nhưng mà thường những người tiểu đường lâu dài thì thường thiếu hụt canxi. Nên từ đó cái chỗ đông máu nó cũng sẽ làm cho chậm hơn. Nên các chị có thấy là có cái quá trình mà phẫu thuật gì đó, những người tiểu đường thì rất rất là cân nhắc có nên mổ hay không. Các chị em nghe thông tin đó Có, dạ không? thầy. Có. Dạ. Nên nhiều người đúng ra là phẫu thuật là có thể giúp đỡ sức khỏe. Nhưng mà giai đoạn đó tiểu đường thì bác sĩ phải cân nhắc, kiểm tra nhiều thứ coi đáp ứng không mới dám tiến hành phẫu thuật. Như vậy. Cái vai trò thứ ba của canxi nó chính là nó hỗ trợ hoạt động thần kinh. Tất cả các tín hiệu thần kinh dẫn truyền đi xa trong cơ thể, cảm giác này kia thì nó liên quan tới canxi hết. Rồi. Thứ ba, thứ tư. Đó là nó hỗ trợ cho co cơ và thư giãn. Hiểu rộng ràng chút thì bất cứ cái gì trong cơ thể của mình á mà nó động đậy là có canxi tham gia. Cái gì nhúc nhích là có canxi.
cơ thể của mình cái gì nó nhúc nhích là có canxi tham gia. Tim có nhúc nhích không? Không. Liên tục mỗi ngày. Nên thiếu hụt canxi là một trong những nguyên nhân dẫn tới suy tim. Nhịp tim nó chậm đi, thất thường đi, co thắt tim. Rồi, tử cung có động không? Có. Hình dung ha, đây là tử cung này. Cái tới kinh kỳ cái tử cung co lại. Co lại để làm gì? Có bóp bên đây Để tống đẩy huyết ra ra ngoài ngoài. để đưa máu kinh ra ngoài, chất thải của quá trình kinh nguyệt hành kinh ra ngoài, thì cái việc co vậy nè. Và tử cung là một hệ thống cơ trơn, mà cơ trơn nó hoạt động riêng lẻ mình không có điều khiển được đó, vân vân. Nên ngay cái thời điểm mà tử cung nó co đó, để tống những cái chất thải ra, trong đó có những cái niềm mạc bị bong tróc rồi, cho nên khi siết 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 kia nè, thiếu hụt canxi cho nên nó siết mà nó không nhả. Hiểu ý không ta? Nó siết kìa nè, nó siết kìa nè, cho nên cuối cùng đau. Nên thiếu hụt canxi là một trong những nguyên nhân dẫn tới đau bụng kinh. Và nặng hơn có thể đau lan ra vùng bụng, đau lan ra lưng luôn. Trong trong nghiên cứu về dinh dưỡng học thì bổ sung đều đặn canxi và vitamin E có thể cải thiện và giảm được khoảng 38% cơn đau bụng kinh. Duy trì khoảng 3 chu kỳ kinh thì có thể hết. Rồi sau đó duy trì lại hàm lượng cơ bản hàng ngày để hỗ trợ cho kinh nguyệt đều và tới ngày nó không đau nhất. Vợ Vũ hồi xưa là khoảng 3 tháng rưỡi 4 tháng thì kết thúc luôn, tới giờ là không còn đau bụng kinh, tới ngày tới tháng bình thường. Còn xưa đau khó chịu lắm, chịu không Đúng nổi. rồi đấy Rồi. thầy ơi, bổ sung canxi thì với gì nữa thầy nhỉ? Vitamin Vitamin E. E. Dạ. Vitamin E Dạ. giảm được khoảng 38% cơn đau bụng kinh. Bổ sung hàng ngày trong khoảng thời gian 33 tháng thôi thầy. Dạ, tại một chu kỳ kinh này kia, chu kỳ của nội tiết hoàn chỉnh là khoảng 4 tháng á, nhưng Miệng trong là 3 như thế tháng nào kết thầy? quả. Cái hàm lượng cơ bản hàng ngày, chút xíu mới tới nè, để biết mỗi ngày cần nhiêu. Thầy em nghe nói là magnesium nó cũng giúp mà đúng không ạ? Gì chị? Magnesium À, á. magie. Magnesium. Dạ, tốt. Thường nó sẽ kết hợp với canxi. Dạ. Thầy Dạ. ơi giảm 36% hả thầy? 38. À 38, dạ. Không Dạ, biết đâu. khoảng 38. Dạ. Ước lượng con số khoảng 38 theo thống kê lâm sàng, chứ chính xác thì không nổi đâu. Tại mỗi cơ địa mỗi khác mà. Dạ. Dạ. Rồi. Đường ruột có động không? Có. Có. Dài những cơn co thắt ruột này kia nó liên quan, cũng có liên quan phần tới tới canxi. Nên thiếu hụt hay là rối loạn chuyển hóa canxi cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới bó. Táo bón đó hả thầy? Dạ đúng rồi, táo bón. Rồi. Mắt mình có giật không? Mỗi ngày đều chớp mà đúng không? Chớp liên tục. Nên dân gian ta hay nói vui là gì? Giật con mắt bên trái là xui, giật con mắt bên phải là hên. Nhưng với dinh dưỡng học có giật con nào cũng xui hết trơn, thiếu dinh dưỡng, thiếu canxi nó mới giật. Nên cẩn trọng chút. Một cái liếc mắt đưa tình đã hao hụt canxi rồi chứ Đứng đưa tình nữa. giỡn à. Đá lòng nhiều một cái là một hàm lượng canxi đã hao hụt rồi chứ đâu có giỡn. Đấy là không được đá rồi đó. Tuổi này cũng không nên đá. Em có đá ai đâu mà cả tháng nay em giật mắt phải hoài có bớt đâu. Ha. Canxi rồi đó chị. Em Yeah. bổ sung cái gì mỗi ngày 2 viên, Yeah. sáng viên chiều viên á. Yeah. Yeah. Rồi, nếu nhắc về nguy cơ thiếu hụt hay theo ngôn ngữ của nội tâm thì nhắc bóng tối một chút á, thì thiếu hụt canxi có thể dẫn tới, đơn giản là chúng ta thấy nè, đó là chuột rút, là liên quan tới co cơ nè.
cho nên thiếu hụt nặng là nó rút cơ lại, nhìn nó cứng ngắc kìa nè, sáng sớm thức gì nó đau. Mà thường gặp ở người lớn tuổi á, là ở bắp chân, Bé. đúng rồi, ở dân gian gọi là giọt bẻ, Nha. nhưng mà nó thấy con giọt nào đâu. Nó siết lại như con giọt vậy đó, nên phải gọi giọt bẻ, quéo lại nặng hơn là mình thấy cái chân nó rút luôn á, nó cứng đơ buổi sáng sớm vậy đó, đau lắm. Là cái này Vũ trải nghiệm này, có thử là quá trình đó Vũ vận động nhiều, cái thử không dùng canxi khoảng 1 tuần có nên sao, thì cái lần trải nghiệm đó là hối hận luôn tới giờ. Sáng sớm nó rút, trời, là cái chân phải của Vũ do đá bóng á, mà mình không dùng thử coi nó sao, thể nghiệm coi nó sao, hối hận Trời, tới nguyên cái nó ngày nó đau đi không nổi luôn, đau khóc luôn, đau lắm. mấy bà Dạ mấy mấy bà bầu hay bị vợ bẻ lắm. dạ thiếu hụt canxi đó là một trong những nguyên nhân đó, là biểu hiện mà chúng ta dễ thấy. Hay thỉnh thoảng cái mình ngồi vậy nè, cái mình thấy tay chân á, bắp tay bắp chân ngay con chuột này chứ ngay đây nè, giật bập 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 bập, là có một số người thì ngay cái vùng ngực nó giật luôn, nó thẳng ra là vú giật á. Giật bập bập mà không chú ý Thầy á. ơi, thầy thầy cho em hỏi cái hiện Dạ tượng cứ kiểu chẳng hạn như tay mà em miết mạnh một cái ấy, là tự nhiên nó co hết, đấy nó cũng là thiếu canxi rất là mạnh đúng không thầy? đó là một dạng, là một dấu hiệu. Dạ Vâng, em biết. thêm cái nữa nặng hơn của tình trạng chuột rút là ngủ mộng mị hay mơ hay mớ, nhưng mà cái giấc mơ của cái quá trình thiếu hụt canxi á, thường ha, phần lớn nó rơi vô cái giấc mơ là bị té này té kia, té sông té suối té giường gì đó, giật mình với hụt hẫng, đó là các biểu hiện ha, giấc mơ thường liên quan đến các yếu tố đó. Rồi với trẻ nhỏ nếu thiếu hụt canxi trong thai kỳ á, thì khả năng cao là sanh ra cái chân mày nhạt hoặc là không có chân mày, nhưng nhớ là sau khi sanh ra rồi á mà bổ sung đủ canxi cũng chưa chắc mọc lại, hình dung cái này không? Dạ đó. Thầy ơi, lúc mà mình đang ngủ á, cái mình bị giống như đâu đâu mình bị giật giật cái người lên đó thầy, là cũng một trong dấu hiệu thiếu canxi luôn đúng không Dạ rồi, đó cũng là một trong những dấu hiệu. thầy? Dạ đó. Rồi thứ hai là tóc vành khăn. Các chị biết tóc vành khăn không? Có Dạ, ở quê mình hay gọi là chiếu liếm, chưa bò liếm, đúng rồi. Nó liếm nó mất lõm lõm rồi nè, tóc nó không có đều, nó mất lõm chõm đó. Rồi. Đó là dấu hiệu của thiếu hụt canxi. Ủa đó gọi là gì hả thầy? Chiếu liếm. À, chiếu liếm Dạ. hả thầy? Còn trong cái tên đi học tôi gọi là tóc vành khăn. Em không hiểu cái từ này thầy ơi. Trời ơi, thế mà từ trước tới giờ cứ tưởng đâu là nằm gối với nằm giỏng á thầy. Dạ. Thì cái trong cái thói quen nằm gối nằm võng là một trong những nguyên nhân, tức là độ ẩm nhiều quá mà mình ít vệ sinh rồi bị nấm mốc này kia rồi ma sát nhiều, nó cũng là một trong những nguyên nhân. Mình đang nói nguyên nhân dinh dưỡng mà, nên cùng một biểu hiện thì có rất nhiều cái nguyên nhân, hay trong y học gọi là cùng một triệu chứng có thể do nhiều bệnh sinh ra. Ví dụ như huyết áp đi, thì cái cơ bản nhất là ta nghĩ tới huyết áp tim mạch, nhưng mà người tiểu đường có bị huyết áp không? Có thầy. Có. Người thừa cân béo phì có nguy cơ huyết áp không? Dạ Có. có thầy. Người bị thận có không? Dạ có. Có Người bị thầy. phổi có không? Có. À, cho nên là cùng một triệu chứng có thể do nhiều cái nguyên nhân sinh ra. Thầy, em hỏi một chút là sáng nay em học với lớp của cô chiều ấy, thì cô có chia sẻ là thầy làm mỗi ngày dùng cái oxy ấy thầy, bổ sung thêm oxy mà mỗi ngày khoảng 90 phút ấy. Em muốn hỏi rằng là cái oxy đấy là oxy giống như kiểu là mình bình thường mà mình vào bệnh viện mà bác sĩ người ta cho dùng cái oxy đấy đúng không thầy? Dạ không. Hay là anh đi đợi cái video cái phân tử nhỏ ấy thầy? Dạ không, Hay cái là máy oxy mà cô giáo Triều nói là cái máy máy nén cao áp oxy, máy nén cao áp oxy? đúng rồi, nó máy nén oxy, cái đó nó cao cấp hơn, nó dùng trong vật lý trị liệu. Còn ở trong
bệnh viện là hồi sức cấp cứu, nó khác, nó cung cấp oxy cho đường hô hấp. Còn cái cao áp này á, là nó ép oxy qua đường hô hấp là cái thứ nhất, cái thứ hai qua từng lỗ chân lông luôn. Áp suất cao nó ép vô, mình nằm trong cái lồng áp suất. Làm Đúng cho rồi, nó có cái lồng, nó có cái oh. lồng kính, mình nằm trong lồng đó, nó cái mình nằm cái nó thổi khí oxy trực tiếp vô lỗ mũi, còn nó sẽ bơm cái khí vô mình cái buồng á, cái buồng trống đó, cái Dạ. buồng đã từng đi chụp MRI chưa ta? Dạ có. Thì cái buồng nó giống như cái buồng của của cái chỗ MRI vậy đó, nhưng mà nó làm bằng một cái chất liệu khác. Cái nó bơm oxy vô, đưa oxy vô cái nén 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 lại, Ở nó giống như bơm bánh xe vậy đó. nhà mình mà có cái máy máy mà em mua cái máy đấy, máy của hãng nào, nhưng mà nó cho có cái dây đường truyền mà mình để ở ở trên mũi đó. Dạ, cái đó là cung cấp oxy thôi, nó khác. Cái máy nén là nó thông trực tiếp ở qua cái niêm mạc luôn, đẩy vô trong, Dạ em. trực tiếp là đường hô hấp, hay là áp suất bên ngoài, nó làm cho thông mạch. Những cái chỗ tắc nghẽn là nó xử lý hết luôn á. Vâng. Dạ rồi. Ủa cái đấy em chưa thấy thầy. Em chưa nghe tới hết thầy. Tức là họ Dạ sẽ dùng để trị liệu cái gì ạ? cái đó là nó hỗ trợ cung cấp cho gì, cho cơ thể của mình. Một là cung cấp oxy là cái thứ nhất, Dạ. thứ hai nó hỗ trợ cho tình trạng huyết áp, thứ ba nó hỗ trợ tình trạng đau nhức, thứ tư nó hỗ trợ cho tim mạch, Ở hở van tim này kia đó, rồi mạch bên máu này. bị tắc nghẽn này kia đó. Ở bên này nhà em là đợt có người nhà bị nhiễm COVID ấy. Nên là họ cho nằm ở trong cái phòng Tốt đấy. chứ, cái đó quá tốt, tức là tại vì cái đáy phổi nó bị đỡ đông đặc á, thì có cái oxy nó đưa vô, nó làm cho nồng độ PS gì PS2 á, O2 á, SpO2 á, nó tăng lên, rồi nó làm cho cái phổi nó cũng tăng dưỡng khí lên, mà cái tình trạng đông đặc phổi nó giảm lại, và có oxy thì nó hỗ trợ kháng viêm nhanh đó. Cái máy là mới có sau này hả thầy? Dạ có lâu rồi, tại mình chưa có điều kiện mình dùng đó. Cái rẻ nhất của nó cũng 100 mấy chục triệu. Rẻ nhất mấy chục Dạ, triệu là rẻ nhất của nó cũng trong ngoài. Còn người ta dùng cái đó hàng ngày ấy, trong trong trị liệu người ta sẽ có cái thời lượng khác và cái tần số, cái áp suất khác. Còn hàng ngày ứng dụng nó trong sức khỏe đó, thì một ngày nằm khoảng 30 đến 90 phút thì nó làm cho gì? Cho trẻ hóa. có chiều có chỉ có nói vậy. Dạ. Còn cái gì điện sinh học có thì sao thầy Vũ ơi, em Thì thấy có nó cái cũng máy là, điện sinh học. dạ thì cái máy đó cũng là một trong những cái dưỡng sinh cho sức khỏe. Tại đơn giản mình nhớ nè, cái thân của mình cấu tạo từ gì? Nó khí rửa điện tử, rửa điện Phải đủ 5 cái yếu tố đó mới khỏe, nên nằm cái máy đó không thì chưa khỏe hết toàn diện. Nhưng mà nhờ có cái máy oxy đó, mà các dưỡng chất đưa vô hấp thu cao hơn, chuyển hóa tốt hơn. Rồi là vậy thì nó đúng rồi, nó hỗ trợ mình nằm cái máy đó không ăn thì sống không? hỗ Nên phải hiểu, nên phải hiểu cái mức độ nó sao mình, máy oxy cao áp. Dạ rồi, máy còn cái trường sinh học như mà chị nói đó thì nó cũng là một cái dạng gì, điện tử. oxy Thì vậy thì mình dùng cái máy đó không ăn thì sống không? không Cũng hả? vậy, không thở thì sao? Thì Xong phim rồi đó, khỏi máy gì cũng chết, chỉ có máy thở mới sống lại. cũng Cho nên là mình phải hiểu 5 cái yếu tố chứ nó không phải chỉ tách rời. Nhưng cái lợi điểm là gì, nếu liên quan tới một số các bệnh về mặt đau nhức, mặt bằng chung, thì cái máy liên quan tới điện trường sinh học đó, nó sẽ nhanh nhất. ổn. Cái máy điện đó, liên quan tới cái yếu tố về đau, các cơn đau thì điện là nhanh nhất, tín hiệu điện là nhanh. Mắc lắm thầy ơi, 100 mấy chục triệu thầy. Nói chung là không mắc đâu, chẳng qua là mình giờ chưa đủ điều kiện nữa, đúng không? Đúng rồi. Thầy thầy ơi cho em hỏi, là con gái của em á, khi mà ngủ á thầy, là bé hay giật mình lắm thầy. Dạ đó là một biểu hiện của thiếu hụt canxi. Con À đó, bị thiếu, con muốn hỏi thầy gì không? Em cũng hay bị giật, mà em ngủ đến lúc mà vừa mới vừa bắt đầu chập dần bị vào giấc ngủ ấy, tự dưng là mình
có một cái làm sao mà tự dưng kiểu phát ra âm thanh như thầy, xong rồi Dạ. mình giật một cái xong rồi mình tiếp. Đây bé của em á, con gái em á, là ngủ xong rồi giống như là giật con người vậy đó thầy, giật bắn mình vậy đó thầy. Dạ. Liên quan tới yếu tố thần kinh thì trong dinh dưỡng học thì nó sẽ liên quan tới canxi, trong yếu tố bệnh lý nó liên quan tới hoạt động của tinh thần, có thể liên quan tới cột sống, có thể liên quan tới chức năng gan và tim trong bệnh lý á. Còn nếu nói về vấn đề dinh dưỡng đơn giản thôi thì là canxi, còn nó nặng hơn một chút nữa thì liên quan tới vitamin nhóm B và omega 3. Nhưng mà phần lớn liên quan tới yếu tố co giật giật mình thì vitamin B và canxi là hỗ trợ tốt. Mà thường là trong cái quá trình đó, đó cái những cái hãng dinh dưỡng cao cấp đó, canxi magie nó sẽ tích hợp, nó có thêm một cái khoáng chất kèm thêm để an thần, đó là mangan. Mang cho Đúng rồi, thì có loại đó thì sẽ hỗ trợ tốt hơn cho cái giấc ngủ, cho cái tình trạng co giật. nói lại cái dưỡng chất đấy ạ. Dạ, canxi Thầy magie. ơi, cái mangan đó là ký hiệu như hóa học thì sao thầy nhỉ? Em quên cái đó. Ghi Mangan đó chữ thầy. mangan ghi vô, đọc sao ghi vậy đó, an an mệnh gan, mệnh man, an an gợn gan, mangan. Nhưng mà Nè nó có ủa ký hiệu hóa học không thầy, hay nó viết ký nguyên cả hiệu của chữ nó đó? hóa học quên tên rồi, em mệnh em mệnh MN, gì hiệu của này MN. đúng, MN, mn cái gì đó, em biết ơn cả mangan hình như là nhà. mn thằng này nè, nó hỗ trợ cho an thần. Thầy ơi, ngủ mà cắn nhầm lưỡi sao thầy? Ngủ cắn nhầm lưỡi Dạ, coi là cắn yếu nhầm tố tâm lưỡi. lý trước coi lại Con nha, là con thường là tới tại tháng mà chưa đưa tiền cho vợ ngủ hay giật mình quá. nhưng Đánh chảy chảy máu luôn thầy. lại Dạ. thầy ơi, con Có có chị Hương Nguyễn hỏi là bé ngủ mà nghiến răng thì có liên quan đến canxi không ạ? nghiến răng đó là một cái thói quen, nó cũng có nguy cơ liên quan tới canxi, nhưng thường mà ngủ nghiến Của răng á, con thì mình có coi lại hoạt động hàng ngày của con, hoạt động nhiều nghiến quá răng tăng động thì bắt đầu buổi tối á, con cái anh chị cứ đơn giản gì nè ha, thường những người mà mộng mị đồ nhiều á thì thì thường ban ngày hay lo nghĩ nhiều, làm việc nhiều, bởi vì não bộ nó giống như tham là gia các điều cái cần máy quay phim vậy đó, nó quay lại rồi cái buổi tối nó giống như một cái máy chiếu lại. xin. Thì nó sẽ liên quan tới hai cái hoạt động, thường là ở Đông y á, thì nó có hai cái hoạt động, nếu như ai đó mà cứ ngủ mà mơ về quá khứ suốt luôn á, nhớ là chuyện cũ á, nhớ là chuyện cũ không à, thì thường những ông đó coi là quả tim. Còn những ai mà ngủ cứ mơ những định hướng tương lai không à, coi là thận. Hay quá à. Chứ chưa khẳng định nhưng mà coi lại ha. Rồi Thầy còn có con của bạn em á thầy, năm nay học lớp 3 rồi mà ngủ hay bị đái dầm á thầy. đó là một À, dấu là hiệu, có thiếu canxi hả thầy? của thiếu canxi, Dạ. chứ chưa khẳng định là thiếu canxi nha, Dạ. tại vì tè dầm nó nhiều nguyên nhân lắm, nhưng Hồi gốc nào dinh giờ không dưỡng học có bị mà mới gần đây á là nghe nói là bé nó hay bị dạ tè thì coi lại nè ha. Nè, thứ nhất là coi là cái thói quen của con, trước khi đi ngủ uống nhiều nước không, uống nước ngọt uống sữa được không, nha. là cái thứ nhất, uống cận với giấc ngủ á, còn nếu trước nửa tiếng uống là bình thường, là cái thứ nhất. Thứ hai là coi con có bị lạnh không, thân nhiệt kém á. Trong y học của Đông y thường lạnh phổi thì dễ tiểu đêm, tè dầm chứ không phải là bị thận, nặng hơn mới bị thận. Những yếu tố đầu tiên y học Đông y ta nghĩ tới đó là phổi chứ không phải thận, tại vì phế kim nó sẽ sinh thận thủy, cho nên nếu phế mà phổi là mà nó lạnh quá thì dễ làm cho cái thận nó bị ảnh hưởng, mà từ đó nó sẽ làm cho gì, tống ra ngoài cái chức năng tuyên phế túc giáng, chưa có liên quan tới tới thận. Rồi cái thứ ba nữa là liên quan tới bệnh lý, lộn, tập lý, đó là sợ quá, ví dụ đổi chỗ ở, cái thường là buổi tối cái ngủ á không dám đi tiểu, cái nín 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 thì cái cuối cùng nó sanh ra tiểu đi, tè dầm, nỗi sợ quá. Bé này giống như mẹ kêu á, là sợ tè dầm á, không có dám cho uống sữa đêm luôn á thầy, không dám cho Dạ uống nước luôn á.
mà đó. kêu dậy đi tiểu đêm nữa mà vẫn vẫn bị tè Dạ dầm. nó coi là cái thói quen đó đó, và làm ấm thân nhiệt của con lên, tăng cường vận động, cái vỗ thêm cái kinh lạc của phần thận á, tức là vỗ mặt trong của đùi á, từ đùi mặt mặt trong đùi dài cho tới mắt cá chân, ngày vỗ một lần khoảng 5-10 phút kia đó, cái hỗ trợ thêm canxi với vitamin nhóm B vô, rồi theo dõi khoảng 2 tuần coi sao. Rồi Như em thấy yếu tố tâm lý đó cũng nhiều á, nhiều tâm chứ, lý nhiều yếu tố tâm lý nhiều lắm á, những đứa trẻ thường dễ bị. Dạ. Cho nên là dinh dưỡng là một trong những nguyên nhân chứ không phải là dinh dưỡng không, cho nên phải có cái góc nhìn đa chiều tổng quát là vậy. Rồi tới đây bắt đầu thấy canxi nó quan trọng chưa. dạ, xin chào mọi thầy. Dạ nói tóm lại, thiếu hụt canxi có thể dẫn tới 147 loại bệnh. Ừ. Nguy quá phải uống thôi thầy ạ. Nó chỉ có canxi thôi đó mà nó liên quan tới này nè. À, như vậy thì chúng ta sẽ nói theo ngôn ngữ ánh sáng một chút. Đó là chỉ cần gì đủ hàm lượng canxi hàng ngày, cơ thể đã có thể ngăn ngừa 147 loại bệnh. Thầy ơi, nhưng làm sao để mình biết được là 147 bệnh đấy là bệnh gì ạ thầy? Chị lên Google chị search bí mật của xác chết của tiến sĩ Wallach á, ông nói cái đó. À, em có đọc bài đấy rồi nhưng mà em chỉ thấy Dạ. nhắc đến 147 thôi nhưng mà không thấy liệt kê ra là Tìm gồm các bệnh gì. chị tìm tài liệu tiếng Anh đó, tiếng Việt nó không có đâu, chưa dịch. À, dạ, ok. Bình Thầy thường ơi, thầy. cái đó là cuốn gì vậy thầy? Thầy cho em Bí cái mật của tên xác là. chết. Bí mật. Dạ. Dạ thầy cho em hỏi là như bé mà nó ngủ á mà tay chân nó cử động giật giật nó có phải thiếu canxi không Dạ chưa, nhưng mà canxi là một trong những nguyên nhân. Như lúc nãy em nói rồi đó, ban ngày con chơi nhiều thì ban đêm sẽ có cái biểu hiện đó. Nó thầy? chạy nhảy với bạn, nó chơi nhiều thì buổi tối thường nó sẽ hay động tay động chân. Dạ. Dạ nhưng mà vẫn tình trạng nó vẫn kéo dài thường xuyên thì có phải là thiếu canxi Thì nó chơi thường xuyên mà ngày nào nó không không? chơi. Đương mấy Nó lần. thì chỉ có một cái là làm sao cho ổng Ngồi xong trước khi ngủ khoảng quay 30 phút lại như tiếng gì đó, là con thì dạ có thể là ngồi trao đổi thêm với con, nói chuyện với con, ổn định tâm lý cho con, uống nước em rồi cái tập biết thể dục bài nha nhẹ cho con, dạ cho con thư giãn cái rồi vô giấc ngủ, thì lúc đó nó sẽ hạn chế tình trạng đó. dạ Về mặt dinh dưỡng thì mình hoàn toàn có thể hỗ trợ thêm canxi cho bé với hàm lượng phù hợp. dạ dạ Dạ. biết ơn thầy ạ. Rồi. Tiếp tục. Nhiều vai trò lắm ha. Đây là một trong những cái vai trò chủ đạo. Thần kinh đông máu, co cơ thư giãn, nói chung cái gì động đậy là nhớ tới canxi. Rồi. Lạnh chân lạnh tay thì thao sao hả thầy? Nhiều nguyên do lắm chị. Vậy Coi hả là cái thầy? máy lạnh, bắt lạnh quá thì ai cũng lạnh chứ không phải mình nó. Dạ không 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 Ờ. không có mở máy lạnh thầy ạ. Dạ. Rồi như là thân nhiệt của con thì buổi tối thường là gì? Tất cả đứa trẻ trước khi dậy thì nó đều là thuộc dương. Cho nên mình có mở máy lạnh kiểu gì đi chăng nữa, cơ thể nó cũng không thấy lạnh. Nhưng bên ngoài trời nó sẽ lạnh. Bởi vì nó sẽ điều chỉnh lại cái thân nhiệt của con. Nên thân nhiệt của các trẻ thường mát hơn người lớn là vậy. Nhưng bên trong nó nóng nè. Hình dung được không? Dạ, cho nên là gì? Cái chân lạnh thì thường đơn giản là mình có thể làm thoa cái buổi tối á, thì mình có thể là thoa dầu tràm vô chân cho con nè. Đó, rồi trước khi ngủ có thể vận động thêm. Chút mình hướng dẫn cái cách làm sao ngủ ngon, hôm trước chưa hướng dẫn đúng không? Chưa Dạ, chị đó, thì trước khi kết thúc phải chỉ cái đó. dạ Tỷ lệ canxi trong cơ thể á, thì mình coi lại trong thức ăn á, đối với trẻ em á, thì trẻ em tức là thường ta sẽ thống kê là dưới dưới 12 tuổi thì thường khi ăn vào tỷ lệ hấp thu lên tới 70%, hấp thu rất cao. Còn đối với người lớn tuổi á, thì hấp thu người lớn đây mình nói là người trưởng thành á, người trưởng thành á, thì từ lúc dậy thì cho tới dưới 50, tức là khoảng 13 tới 49, thì
chỉ số hấp thu của đối tượng đó dao động khoảng 30 đến 60%. Người lớn tuổi, người già, tức là tính từ 50 trở đi, phần lớn thống kê chỉ hấp thu khoảng 10%. Vậy Có thôi 10 hả thầy? Có dạ 10 thôi hả thầy? khoảng 10. Em Rồi gần như biết trong một các loại sữa, trong các loại sữa luôn, tới giờ sữa bột này kia đó, phần lớn luôn đó, khi uống vào thì khi uống vào phần lớn nó không vô xương, nó chỉ vô máu thôi. Cho nên tại sao phải duy trì đều đặn hàng ngày, phần lớn đó. Cho nên quá trình mà muốn bảo dưỡng cái xương của mình thì tối thiểu phải bảo dưỡng từ năm 20 tuổi. Còn khi lớn rồi là uống hàng ngày, nó chỉ có trong máu thôi, nó hỗ trợ hoạt động thần kinh, hỗ trợ hoạt động đông máu, hỗ trợ hoạt động co cơ, thư giãn, vận động. Còn sức khỏe của xương dưới răng thì gần như không có tác dụng. Đó là lý do tại sao lớn tuổi rồi uống gì, uống sữa hoài xương không cải thiện. Nhưng mà cái sức khỏe về hoạt động thần kinh, thư giãn, cơ bắp này kia nó tốt. Đó cũng là lý do tại sao mà uống hoài đâu có hết loãng xương. thầy ơi, ở bên bên em như má chồng em là bị kêu là bị loãng xương mà ở dạng xương tổ ong á thầy. Chứ tổ ong là nặng lắm Dạ, xong rồi mỗi một cứ một nửa tháng á thầy thì phải uống một cái loại thuốc gì đó mà em nghe nói là nó cũng uống thì nó đỡ cho tốt cho cái xương đó nhưng mà lại rất là nó lại ảnh hưởng đến cái thầy ạ. Giống như phản ứng phụ quá thầy. dạ Mà giống cái như là tất thuốc cả đó các loại chỉ. thuốc đều có phản ứng phụ nha. Dạ rồi, thuốc đó là thuốc để gì, hạn chế mất xương. Dạ giảm nó giảm quá trình hủy xương á, nó giảm lại. Vâng, nhưng mà cái thuốc Dạ đó giống như là cũng cũng phải cẩn thận lắm mới được uống á thầy. dạ thì tuổi đó dạng đó thì phải dùng thôi, tại vì mổ cũng không được, nếu nói là mức độ đó thì không mổ được nữa rồi. Dạ Dạ thầy cho em hỏi là như là khi nãy thầy nói là như người già đó mình uống sữa vào thì nó không hấp thu nữa thì mình sẽ có cái biện pháp sao thầy? đâu phải không hấp thu mà là chuyển hóa vô xương nó không cao, nhưng mà vô máu có không? Dạ, thì em nghe các nghe thầy nói là vô máu. Ừ thì cơ thể trong máu nó cần canxi không, Đó. vậy nó vô máu nó đi đâu? Thì vô máu thì có phần trăm Cơ ít hay thể là đi 1% này đâu phải ít, trời nó đi một cấp nó cơ đi thể khắp máu. nơi trong cơ thể hàng ngày, nó hoạt động cái đó hao hụt đó, Dạ. nó không có vô xương dự trữ như thời trẻ thôi, nhưng mà tất cả hoạt động cơ bắp thần kinh các tất cả các cơ quan đều cần canxi mà, Dạ. Dạ. nên 1% này đi khắp Em nơi rõ trong rồi. cơ thể, thấy nó nhỏ chứ nhiều lắm trời, nhiều lắm á, chút xíu Chưa nói cho rõ nghe. em hỏi sao. Dạ 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 chứ đừng tưởng thấy số 1 thì 1% tưởng ít nha, dạ trời trời thầy ha, em một còn lớn lắm khó thiếu á. thì cho em hỏi là Biết mình uống ơn canxi thầy ạ. thì mình uống khoảng bao nhiêu thời gian thì là mình nghỉ à? Đó cái nhận thức đó là nhận thức về thuốc đó chứ không phải dinh dưỡng, là thiếu cái khái niệm dinh dưỡng trầm Nhìn trọng. thầy À, chút thầy xíu nói chậm chút, tại cũng vì họ đang hỏi vấn nạn, chậm chút, hơi giờ mới khui nhẹ cái xíu thôi cái đó đang thù lùi hết trơn, đèn bọng gì tắt hết. tối nay luôn đi. Thấy chưa, lên tới cái học phần về năng lực là phải chậm chút xíu, Để nó xin lái đi lái. tại vì cái thói quen của con người khi nhắc tới đó xong là tối thui hết, tới lúc này là đâu còn nhớ ánh sáng bóng tối gì nữa. Cái này phải đi sức ăn Chỉ nhớ xử lý vấn nạn không à, thấy không? cái Cho nên cái nguyên lý á, nguyên lý ánh sáng á, các anh chị học á, thì con người rất là đơn giản để biết cái nguyên lý ánh sáng theo thế giới quan, nhưng các anh chị phải ứng dụng cái nguyên lý ánh sáng đó vào trong nhân sinh quan thì cái cuộc đời của mình nó mới thay đổi. ăn gì đó. Hình Thầy dung ý này không ta? thầy nói Dạ lại đi thầy, hơi hơi bị bối rối chút xíu rối chỗ gì mà đó rối, tại lúc này gì lo tập trung kia không à, thầy. có học lớp nội tâm chưa, Dạ có thầy. còn nhớ nguyên lý ánh sáng không? Dạ Rồi
thông qua hình tượng căn phòng tối, ai cũng biết là chỉ cần thắp bật công tắc thôi, thắp ánh sáng là cái là bóng tối nó mất đúng không? Đúng rồi thầy. Thì cái đó là thế giới quan. Dạ. Và con người rất là đơn giản để xử lý thế giới quan theo nguyên lý ánh sáng. Nhưng mình là con người, cho nên mình phải ứng dụng cái nguyên lý ánh sáng cho nhân sinh quan. Dạ. Tức là khi có một cái vấn đề nào đó diễn ra là nhận thức nội tâm của mình phải theo chiều hướng gì? Cân bằng Sáng hướng thầy. dương. Cân bằng hướng dương Hướng thì lúc dương, dạ. đó là ánh sáng được thắp. Dạ. Nhưng mà vừa nói tới cái vấn đề về bệnh lý là nó tối thui, tại nhận thức nội tâm của các anh chị theo thì chúng theo theo chiều hướng âm mà. Vâng. Nên bóng tối nó bao trùm lại. Hình dung ý này không ta? Có. Dạ. Kịp Biết ơn kịp ý thầy này không? nhớ thầy. Biết ơn thầy. Dạ. Cho nên chậm lại một chút. Đó. Mình hiểu nó rồi bắt đầu mình mới làm lớn lên. Đó. Rồi tới chỗ này. Đó. Chỗ này nè. Đúng ra khi nghe chỗ vai trò sức khỏe của xương răng, hoạt động đông máu, hoạt động thần kinh, co cơ, thư giãn, cái gì động đậy là cần canxi. Thì lúc này đúng ra nhận thức nội tâm nó ồ, hên quá. Vậy là mình phải chăm sóc sức khỏe ngay từ nhỏ. Chỉ cần hàng ngày canxi nó đủ thôi. Thì hoạt động thần kinh được được thông suốt, máu nó thông suốt, sức khỏe xương răng tốt và gì cơ bắp này kia vận động tốt. Đúng ra nó phải như vậy. Thì lúc đó mới thực sự là ứng dụng nguyên lý ánh sáng. Vậy thì khi có vấn đề nó diễn ra rồi, mình biết thiếu hụt canxi rồi, thì nhận thức nội tâm mới nói ồ, vậy là chỉ cần bổ sung canxi phù hợp, các yếu tố mình vừa kể nó sẽ thuyên giảm. Thì nó mới đúng. Chứ có Dạ. đâu mà mỗi lần vừa nhắc tên cái gì đó, vậy là thiếu canxi hả thầy? Vậy là thiếu hả? Trời đất ơi. Đi món cửa nhờ hả thầy? Không Hiểu cái cần. này không? Dạ hiểu thầy ạ. Hiểu thầy. Dạ biết ơn thầy. Thầy hiểu cái này chứ không cần hiểu em. Em sáng vô rồi đó thầy. À Dạ. rồi bắt đầu vô nè, đó chị bắt đầu mới vô nè, chỗ này chị Hạnh mới hỏi nè nên mới kêu chỉ là chậm lên chút đó. Rồi bắt đầu thấy canxi nó quan trọng dữ chưa? Dạ Quan trọng Rồi quan lắm trọng là đúng chưa? Nếu quan rồi trọng phải đặt ra nghi vấn nè, vậy thì mỗi ngày cần nhiêu ta? đúng. Đó, mỗi ngày cần nhiêu ta? Tại vì đơn giản nè, khi mà mình nhắc tới cái vai trò ở phía trên thì có phải là chúng ta đã phát hiện ra một điều là mỗi ngày canxi được hao hụt không? Có có thầy. Tại vì tim chúng ta vẫn đập, hệ thống thần kinh vẫn vận hành, máu nó vẫn chảy. Thì nó đã xài hết canxi À, trong cho đó nên mỗi ngày canxi đều phải tham gia vào các hoạt động này, cho nên hàm lượng canxi mỗi ngày đều phải thất thoát, đều mất. Vậy thì rồi. mỗi ngày chúng ta cần bao nhiêu canxi? Yêu cầu hàng ngày phụ nữ ngành hai cũng thầy. Đó thì nó sẽ theo độ tuổi. Đó, theo độ tuổi. Với trẻ sơ sinh, trẻ sơ sinh được khái niệm là một tháng đầu sau sanh thì không cần liên quan, không cần nhớ tới canxi. Trừ trường hợp bị suy dinh dưỡng sanh non thì lưu ý. Còn sanh bình thường khỏe mạnh thì phần lớn đều không cần nhớ. Bởi vì sữa mẹ đã tương đối đủ rồi. Nhưng qua một tháng đó là phải lưu ý thêm. Phải lưu ý thêm. Nên tại sao người ta nói là cái gì? Tại sao phải phơi nắng cho con hay làm gì? Hấp thu vitamin D, vitamin Hấp thu vitamin D để làm gì? để chuyển Để hóa canxi về chuyển À. canxi nó mới hấp thụ được đúng không thầy? À, để cho tăng quá trình chuyển hóa, Chuyển hóa hấp canxi thu và hấp dự thu. trữ canxi vô vô xương. Cho nên để tăng cái vai trò này nè, thì trong quá trình bổ sung canxi á, thì người ta đều nhớ, thứ nhất là nhớ tới vitamin D3. Thì phơi nắng nó sẽ sản xuất ra khoảng 80% dưới da. À, lá gan nó sẽ sản xuất được khoảng 5%. Nhưng cái chính yếu đó là phơi nắng. Rồi. Còn không có phơi nắng thì bà bổ sung vô. Mà nhẵn lỏng á. Rồi, cái thứ hai, để hấp thu cao hơn nữa và ngừa sạn thận, đó là bổ sung kèm với magie. Có magie thì nó sẽ không sinh sản.
thiếu hụt magie, quá trình chuyển hóa có thể sinh sản. Kèm tiếng Anh kêu là gì thầy? Lớp ấy. Dạ không nghe rõ. À, cái kèm đó thầy, tiếng Anh nó kêu là gì thầy? Cái Kèm, gì? tức là Cái kèm. gì? Không nghe được. Cái chữ Kèm á. kèm là thêm á, chứ không phải là plus đó chị, hoặc là ép. Ồ. À. Hiểu rồi. Tức là Rồi. người ta dùng kết hợp. Dạ rồi. Dạ. Là Combine. để cho cái canxi hấp thu tốt nhất thì thường người ta sẽ kết hợp cái canxi với thành phần khác, mà chủ yếu đó sẽ là kết hợp trong một loại cao cấp nhất hiện tại, đó là canxi, magie và vitamin D3 chung một loại. Rồi. Case Đúng rồi. Và những cái hãng mà uy tín cao cấp hơn nữa thì thường ở trong cái viên canxi, magie và D đó, người ta còn thêm một số loại khác để tính năng nó cao hơn. Ví dụ bổ sung thêm mangan như lúc nãy mình nói, bởi vì nó an thần cho nên giấc ngủ sẽ tốt mà quá trình hấp thu chuyển hóa nó cao hơn. Ngoài ra người ta còn bổ sung thêm kẽm ở trong cái đó nữa, để không chỉ đơn thuần là nó hấp thu tốt hơn mà nó còn tham gia vào hoạt động của miễn dịch nữa. Mình nhờ đó cái quá trình đó nó vừa giảm viêm mà vừa hấp thu tốt, nên cái viên canxi đó nó sẽ uống sẽ hiệu quả hơn mấy loại canxi khác. Nên đừng có tưởng thấy cái viên canxi magie D cái hiệu giống nhau là tưởng giống nhau, không có đâu, nó khác nhau hết á. Ví dụ ra ngoài chợ cũng cùng là ăn cá lóc, nhưng mà ăn cá lóc đó là khác ăn cá lóc nuôi chứ, hình dung cái này không ta, nhưng mà nó tên là cá lóc giống nhau. Đúng rồi. Rồi cũng là nấm, nhưng mà nấm trồng với tiêu chuẩn gì nó khác cái nấm trồng bình thường chứ, Vậy cũng là cái tên nấm rơm thôi. cái thương hiệu phải không thầy? Thương hiệu là một cái, nhưng nếu nói về yếu tố dinh dưỡng thì cái tiêu chuẩn trồng, cái tiêu chuẩn sản xuất, cái tiêu chuẩn của nơi sản xuất cái đó. Dạ. Và đại diện thương hiệu là nó có bao gồm cái tiêu chuẩn trong đó. Dạ. Nó còn nhiều yếu tố lắm, nhưng cơ bản là mình thấy vậy. Đừng chỉ thấy cái tên giống nhau là tưởng nó giống nhau, không có. Tại từ từ đó giờ mình có uống đó là mình uống rời nhau không hả? Nó không có chung vô. Dạ. Giống như đi thì riêng, rồi magie riêng, canxi riêng. Dạ bình thường thôi, tại vì xưa công nghệ nó chưa đủ để tích hợp, thì giờ người ta biết tích hợp đó thôi chứ có gì đâu. Thì chỉ có cái là gì, mỗi ngày mình cập nhật lại, mình nâng cấp lên, mình thấy cái gì tốt thì mình đổi chứ có gì đâu. Rồi cao cấp hơn nữa là nó có cộng thêm K2, vitamin K2 đó. Nếu như canxi mà uống kèm với ba cái này thì tỷ lệ hấp thu vô xương nó lên tới 92%. Ngày mai ra chợ mua cháy chợ luôn. Dạ. Dạ thưa thầy, Dạ. em kính chào thầy. Thưa cho em xin biết cái tên thuốc là glucosamine thì sẽ như thế nào đó thầy? Rồi, chưa tới chút xíu nói. Ồ. Glucosamine nó là cho sụn. À dạ. Dạ, Dạ còn biết ơn canxi là cho thầy. xương. À dạ. Glucosamine là cho cái phần bao xương á. Dạ, thành ra Dạ. mỗi lần mà đau xương rồi cũng uống cái đó mà không biết, cứ nghĩ đó cũng là canxi á thầy. Dạ uống cái đó thì cái khớp nó linh hoạt, nhưng cái xương Dạ. không bớt đau. Dạ, biết ơn thầy. Dạ, cái hàng cao cấp hiện tại giờ nó tích hợp glucosamine cùng với 6 loại khoáng chất khác, vi chất khác cộng thêm để hoạt tính chống viêm tăng, hoạt tính hấp thu tăng, rồi hoạt tính chuyển hóa cao lên. Đó, cái loại mới nhất giờ. Dạ. Thầy ơi cho em hỏi là phơi nắng đó thầy, tại em hay nghe ông bà nói là phơi từ sáng tới bây giờ khi mặt trời mọc, còn bây giờ thì em thêm tìm hiểu là mình phơi từ lúc 10 giờ tới 2 giờ chiều là cái hàm lượng mà hấp thu vitamin D nó cao hơn, thì phơi giờ nào mới chính xác Dạ theo giờ nào mà gia đình yên ổn thì phơi, thầy? mở rộng gốc dinh dưỡng vô theo gốc khoa học á, không phải 10 giờ. Công bố mới nhất năm 2018 của Hiệp hội Da liễu toàn cầu với Tổ chức Y tế Thế giới và ba hiệp hội khác nữa, thì cái thời gian mà ánh nắng nó sẽ hỗ trợ cho tạo được vitamin D tốt nhất.
đó là cái khung giờ là từ 9 giờ cho tới 15 giờ chiều. Wow. À, là khung giờ đó nó nhiều cái vitamin D nhất. Tuy nhiên ở mỗi quốc gia nó sẽ có thời gian phơi khác nhau, tức là trong cái khung giờ đó đó mình phơi trong bao nhiêu phút thôi, chứ không phải là phơi từ đó tới đó. Mình phơi từ đó tới đó thì đúng là có vitamin D nhưng mà ung thư da luôn. Ở Việt Nam của mình á thì bình quân với nhiệt độ như hiện tại nó dao động là từ 34 đến 38 độ đi. Với nhiệt độ đó thì người Việt của mình nó có ba cái nhu cầu phơi. Một là phơi để đủ D thôi, cho sức khỏe thôi. Hai là phơi á để cho da nó đẹp lên chút xíu chắc khỏe. Ba là phơi mà cho ra da nó ngâm luôn. Đó, nó đẹp mà chắc khỏe, ngâm chút xíu á. Dân gian ta gọi là ngâm ngâm da trâu, nhìn lâu nó mới đã đó. Thì nó phơi lâu một chút. Thì nó sẽ dao động là ở Việt Nam mình á thì dao động phơi là từ 8 cho tới 15 phút. Trong cái khung giờ là 9 giờ tới 15 giờ chiều. Chứ không phải phơi hết cái giờ đó. Hình dung được không? Tuy nhiên với trẻ em, trẻ sơ sinh phơi khoảng 5 đến 7 phút thôi. Và nhớ là che con mắt lại. Ngày. Còn phơi trước 9 giờ thì theo công bố khoa học đó là không có vitamin D. À, nhưng mà mình lấy cái đó ra, mình lấy cái thông tin đó ra mà mình cãi ông bà cha mẹ thì không được. Nên mới nói là phơi giờ nào gia đình yên ổn thì phơi. Còn nếu mà ông bà nó phơi trước 8 giờ thì cứ vui vẻ phơi trước 8 giờ. Nó không có D nhưng có cái khác. Ít nhất thì thân nhiệt nó cũng tốt. Ấm lên. Thì sau đó cái mình bổ sung vitamin D cho con bằng dinh dưỡng chứ có gì đâu. Dạ, cái Đó, để gia đình không có ông xào xáo. Chứ không cãi lộn. Cãi xong cái thầy ba mới nói câu, tao đẻ mày được mà. ơi. Tao ăn muối còn nhiều hơn mày ăn cơm. Rồi không lẽ mình cãi lỡ ba má nó hên là ba má ăn muối nhiều mà chưa bị huyết áp thầy sao? Ông chửi cho chết. Mình phải linh hoạt. Thầy thì Dạ. cái da của mình là nó không có cover phải không thầy, nó không có bị che là sao đó thầy? Đúng rồi, phơi đẹp nhất đó là nút. Dạ. Ở trường thầy ơi, em hiểu thầy một chút ạ. Em có đọc một bài viết về đông y về phơi nắng, thì Dạ. bài viết nói là khuyên mình là phơi từ tầm 7 giờ sáng đến 9 giờ sáng, thời gian tối đa phơi là 30 phút, và họ khuyên là quay lưng về hướng mặt trời, bởi vì đằng sau lưng là có hai cái dây kinh bàng quang, và nhất là Dạ. tập trung vào khu thắt lưng tại vì nó có nhiều Dạ. huyệt đạo thì sẽ hỗ trợ cho cái việc trục hàn của cơ thể ra được tốt hơn. Dạ. Thì và thứ hai nữa là cung cấp thêm vitamin D cho cơ thể, thì cái hiểu biết đó có chuẩn không phải thầy? Đúng chứ không sai. Cái tài liệu đó năm nào? Em lại không để ý lắm, nhưng mà em mới đọc được cách đây khoảng một tuần thôi ạ. Dạ thì coi cái khung cái xuất bản năm nào. À, còn về mặt phơi nắng á, thì như đã nói rồi đó, ngoài cái vitamin D ra nó còn nhiều khác không, Đó. nên có Đúng ánh nắng là tốt. rồi. À, còn ở phía sau lưng thì phần lớn là mình thiếu nắng, Dạ. với lại sau lưng là thuộc dương hay thuộc âm? Sau lưng là thuộc âm ạ. À, âm Và hay phần dương? bên dương. Sau lưng là Dương. thuộc. Dương chứ. Phơi Sau lưng lưng là lưng âm dương. hay dương? Dương. Lưng là Dương chứ. dương thầy. Lưng là dương chứ. Ngực mới âm. Ừ, cho nên phơi nắng làm cho gì, thân nhiệt tăng, dưỡng thận này kia thêm. Chứ đặc biệt sau sau lưng như lúc nãy chị nói thắt lưng nó có gì? Dạ, nó Dạ. có kinh bàng quang chạy qua và một số huyệt như là bàng quang du với lại mệnh môn ạ. À, cái từ chính nó là mệnh môn hỏa. Dạ, Sau đúng đó rồi, mệnh môn ừ, hỏa, còn kinh bổ mệnh bàng môn quang là dọc theo hai bên, hỏa. Dạ. dạy dài lên phía trên dọc theo cột sống. Còn cái Dạ. trọng điểm lấy ngay khu đó gọi là cái mệnh môn hỏa. Dạ. Thứ hai nữa là cái huyệt phế du này kia, thận du rồi đó, can du rồi đó, cái đó là cần bổ trợ nhiệt trục hàn ra. À, thì cái đó là góc nhìn của đông y, đúng chứ không sai. Vâng, Dạ, em biết ơn thầy ạ. Dạ. còn mình đang nói góc độ dinh dưỡng. Thầy ơi, cho em hỏi một chút là dinh dưỡng mà khi mà uống vitamin C ấy, thầy, em Dạ. thấy nó có cộng thêm kẽm, tức là vitamin C đó có thêm thành phần kẽm nữa thầy. Dạ, người hỏi ý thì sao? Là Dạ. giống như là, em muốn hỏi là
em tưởng là uống vitamin C không á thì là cũng ổn rồi, nhưng mà em thấy họ trên cái chai đó đó thầy, họ có đề thêm cộng thêm thành phần kẽm nữa, thì vậy thì kẽm giúp cho sự chuyển hóa của vitamin C hấp thụ được tốt hơn hay sao thầy? Dạ không, mà C giúp cho hấp thu kẽm tốt, nó ngược. Là À, cái thứ nhất, cái thứ hai là kẽm này nó còn hỗ trợ cho miễn dịch nữa. Dạ, nên thường nếu mà vitamin C mà hỗ trợ thêm kẽm là thường dùng cho những người miễn dịch hơi kém chút, hơi suy nhược chút. Nhưng gì nè, mình đang nói canxi. đi lạc À, đường. mình đang nói canxi cho nên là nói tờ nào thì tập trung cái đó một cái. Dạ. Hình dung ý này không? Dạ có Đó là thầy. cái bí quyết đơn giản để mình học tới đâu mình nhớ tới đó. Dạ. Tại vì mình học hoài mình không nhớ đơn giản lắm, đang nói canxi cái hỏi cái khác. Cái qua ngày mai cái hỏi là canxi. Thế nó lãng không? Em hỏi nốt câu thầy ạ. Vậy thì em Liên quan đi đến tiểu, canxi dạ em đi tiểu đêm 2-3 lần thì không? có liên quan đến canxi không ạ? Như nãy nói rồi đó, canxi là một trong những nguyên nhân nhưng mà coi trên thân nhiệt. Cái lúc này thì đừng hỏi gì nữa, mà hỏi gì nè, đó là làm sao cải thiện cái tình trạng tiểu đêm và cho khỏe luôn, chứ hỏi nó canh liên quan đến canxi không, lỡ không liên quan tới canxi mà dẫn tiểu đêm thì sao, hơi biết đường xử lý rồi, xong rồi tiểu đêm suốt đời Em ghi vô luôn. rồi. Thấy không, giải quyết bóng tối thì quý đâu có nói kịp không, kịp không. Dạ Rồi, những nhu cầu hàng ngày là nhiều, biết ơn thầy. nó cái chính yếu nãy giờ hỏi không trả lời, hỏi gì đâu không à. Rồi, trẻ em dưới 6 tuổi, dưới 6 tuổi trừ trẻ sơ sinh ha, còn nếu đẹp á, thì quy định là từ 24 tháng tuổi, là tức là 2 tuổi đến 6 tuổi, dao động mỗi ngày khoảng 200 mg, 200 đến 250 mg. Rồi, 6 tuổi đến 12 tuổi. 6 tuổi đến 12 tuổi thì khoảng 300 đến 400 mg. Rồi, từ 13 tuổi trở lên 1.000 tới là 1.200. Ừ, 1.000 tới 1.200. Ok. Dạ. Rồi, con số cập nhật khóa này bổ sung, khóa trước thì mình nói số liệu cũ và số liệu mới nè. Cho nên ai học khóa cũ thì khác con số cũng thấy bình thường nghe. Dạ, thì nhu cầu hàng ngày cho người trưởng thành đó là 1.000 cho tới 1.200 mg trên ngày. Phụ nữ trong giai đoạn thai kỳ, trong giai đoạn kinh kỳ thì cần nhiều hơn, cộng thêm 400 mg trong giai đoạn đó. Riêng phụ nữ trong thai kỳ thì theo dõi từng giai đoạn và bổ sung thêm, có thể dao động cả 1.500 cho tới 3.000. Ôi, nhiều vậy hả thầy? Dạ, chứ đơn giản hỏi chị nè, cái xương của con từ đâu ra vậy? Từ mình ra đấy. Nếu nói thẳng ra lấy từ xương mẹ để tạo ra xương con đúng không? Vâng. Ừ, thì trong đó thành phần chính đó là canxi, để Dạ. tạo nên một cái khung xương mới đâu ít được. Thầy ơi, thì cho em hỏi là thêm kinh cho phụ nữ trong thời kỳ kinh kỳ là cộng thêm bao nhiêu miligam nữa thầy nhỉ? À, Em trong nhớ giai thầy. đoạn kinh kỳ cộng thêm khoảng 400. Dạ, biết ơn thầy ạ. Dạ, tức là dao động khoảng 1.400 đến 1.600. Dạ. Dạ, để mình đơn giản mình nhớ thì lúc kinh kỳ khoảng 1.500. Dạ. Rồi, vậy là, đây là nhu cầu sao? Nhu cầu mỗi ngày. Mình Nhu lấy cầu. ngang cho nó dễ tính nè. Người 100 kg thì có 2 ký canxi thôi đúng không? Theo số liệu Dạ. được thống kê nè,
Người một người có trọng lượng 100 kg thì có 2 kg canxi thôi, mà mỗi ngày nó đã hao hụt đi 1.000 do các hoạt động của cơ thể. À, vậy thì 1 năm như vậy là mất đi khoảng 1 kg, 1 năm mất được khoảng 365 gram, một ngày 1 gram thì 1 năm là 365 gram, thì khoảng 3 năm là hết 1 kg nếu như hàng ngày không có canxi, đúng không? Dạ. Ừ, vậy tại sao tới giờ mình vẫn còn sống khỏe vậy? Tại nó lấy từ trong người của mình ra nó Đâu thầy có, giống như là tại vì mỗi ngày mình đều ăn, mình không biết. May mắn là mỗi ngày mình đều ăn canxi vào. Đó. Mình đều ăn vào. Đó. Tức là nguồn cung cấp. Lấy số liệu mới nha. Rồi, mỗi vậy ngày canxi nó có trong đâu? cua trong tất cả các loại đồ ăn Trong tất cả các loại rau gần như đều có canxi. Và rau càng xanh thì canxi càng nhiều. Về mặt bằng chung á, phần lớn thì rau càng xanh thì canxi càng nhiều. À, rau đay, rau nhút, rau răm, rau má, súp lơ, vân vân. Rồi, hải sản có nhiều canxi. Đặc biệt là các loài hải sản gọi là cái loài giáp xác á, thì có nhiều canxi. cua. Đúng rồi, giáp xác là những con mà nó có thai vỏ, tôm, cua, sò, ốc. Đó, thì những loại đó có nhiều canxi. Nhớ con tôm thì vỏ tôm không có canxi, nên đừng tối ngày ăn vỏ, nghe nó có nhiều trong thịt. Ăn thịt đi. Oh Ừ. yeah. Hả? Nhỏ không biết. Luôn á, vỏ thì có. Còn tôm Yeah. thì 2018 ta đã kết luận này, nghiên cứu lại rồi, vỏ tôm nó không có canxi. À, đừng đừng ăn cho tôm, ăn thịt đi. À. Rồi. Hứa mà tiếc ăn cả vỏ thầy Dạ. tâm. Rồi. Còn các loại trong ở mình như là ốc nè. Đó. Ốc nè, được chưa? Cua đồng nè, nó mấy loại đó đó. Thì trong một số sản phẩm bổ sung khác nó cũng có, như là phô mai, các loại sữa bây giờ nó đều có canxi bổ sung. Rồi, nhưng mình nếu mình tính mặt bằng chung á nghe, mình tính thực phẩm á, là rau, cá, gom chung lại hết, mặt bằng chung, gom chung quy lại, thì bình quân như vậy là 100 gram nó cung cấp cho mình là khoảng 100 gram thực phẩm ước lượng nha. Chứ nó không chính xác đâu nghe. Ước lượng mặt bằng chung gom hết tất cả thực phẩm mình ăn mỗi ngày như tôm, cua, sò, ốc, rau gom lại, mặt bằng chung cứ 100 gram thực phẩm là nó sẽ cung cấp cho mình khoảng 150 mg canxi. À, vậy là mỗi ngày mình cần bao nhiêu canxi? Ngàn cho tới ngàn. Nhà tới Ngàn. ngàn rưỡi Ăn có nhưng à. một trăm Lần À, vậy thì 100 gram nó cung cấp được nhiều. một ký À, vậy thì bình quân tối thiểu ngày ăn ký rau, nếu chỉ ăn rau thì nó tương đối đủ canxi. vấn đề là cơ thể mình có chuyển hóa được hết không hả thầy? Thì mình đang nói tính tối ưu mà, mình chưa nói với quá trình chuyển hóa. Cho nên nhiệm vụ của mình là phải làm sao cho gì? Thay đổi thói quen ăn, lấy cái hệ tiêu hóa đưa vô. Ăn chậm nha kỹ, ăn uống đúng giờ, chọn nguồn thực phẩm tốt, ăn trước khi đói, dừng trước khi no, tăng cường vận động, tâm thái khi ăn, dưỡng hệ thống tiêu hóa, có điều kiện thì thêm chất xơ rồi bay thì hấp thu tốt nhất. Hình dung cái này không? Nên bắt đầu mình phải liên kết khái niệm nguồn để mình đưa ra cái giải pháp tốt nhất chứ đó. Chứ đâu nhìn thấy vấn nạn gì trời. Kịp không, kịp không? Biết rồi. Rồi chị thấy bắt đầu là hồi xưa tới giờ mình không biết gì hết, nhưng mình vẫn khỏe là tại vì may mắn là trong mỗi loại thực phẩm nó đều có nhiều chất dinh dưỡng không? Có. Đó, đó là lý do tại sao mình vẫn sống được tới giờ dù không biết canxi nó làm Hồi xưa mình không biết nhưng mà mình ăn mà mình không biết. sao. Đúng rồi. Nhưng mà có người ăn rau thường thì sao? Ăn đa dạng thì sao? Canh tàng khỏe. Rồi tại Khỏe. sao các anh chị ý thấy là những người mà thường hay hoạt động chân tay hồi nhỏ, cái lớn lên xương khớp người ta cái
thấy thấy khỏe hơn người bình thường không, người ít vận động không? Có. Tại nó tăng hấp thu. Còn nếu hoạt động nặng quá thì hiển nhiên nó nặng hơn. Người tập thể dục thể thao này kia thì người ta khỏe hơn. Rồi, vậy thì với một người đã bất ổn xương rồi thì theo các anh chị đã thiếu hụt canxi chưa? Thiếu rồi thầy. Cái khả năng Rồi. thiếu cao đúng không? Dạ. Trừ tai nạn thôi. Trừ cái việc tai nạn còn còn lại thì gần như mình thấy nó đều liên quan tới canxi. Vậy thì hàng ngàn nếu mình chỉ dùng như 1.000 cho tới 1.500 thôi thì theo các anh chị lành nổi không? Sao thầy? Lành nổi không? Nổi nhưng mà lâu ạ. Ồ không lành nổi. Tại vì mình cung cấp vô 1.000, 1.500 nó chỉ là nhu cầu hoạt động hàng ngày thôi chứ đâu có nhu cầu sửa chữa. Nó đủ xài mỗi ngày thôi, giống như là gì? Mỗi ngày mình cho con mình 20.000 nó đi ăn đi học. Cái mình cho nó có 20.000 à, nó muốn ăn tốt hơn cũng không được nữa. Nó gian đúng trong khoảng đó thôi. Muốn cho nó ăn thêm làm tốt hơn cho nó 50. Hiểu ý này không ta? Vậy thì khi bất ổn xương nó giống vậy đó, cho nó dùng thêm. Nhưng nếu dùng theo kiểu này là phải dùng thực phẩm chứ không phải dùng thuốc. Cho nên với chị Hạnh lúc nãy hỏi canxi dùng bao lâu thì nghỉ, cái tư tưởng, cái quan niệm, cái nhận thức dùng bao lâu thì nghỉ đó là quan niệm dùng thuốc. Nên thuốc là theo chỉ định của bác sĩ người ta cho bao lâu thì dùng bấy lâu thì ngưng, uống nhiều quá nó hại thận. Nhưng thầy ơi, cho em hỏi một cái là thí dụ như mình uống một cái vitamin nào cũng vậy, thì mình uống một thời gian rồi mình ngừng lại, xong rồi mình uống nữa, có đúng không thầy? Dạ không, nếu nó là thực phẩm để ăn mỗi ngày, cơm có khi nào mình ăn 3 ngày cứ mình nghỉ có 2 ngày sau mình ăn Không không, tại vì em nên thấy có nhiều người ta nói là mình uống cái gì cũng vậy, cái mình uống thời gian cái mình phải ngưng cái đồ như tuần 2 tuần vậy đó rồi mình uống trở lại. mình uống nước Thành mình ra có ngưng 1-2 tuần cái mình uống lại không, không cái mình ăn cơm cái mình ngưng 1-2 tuần cái mình ăn lại không? không Đâu có, nó là thực phẩm mà. ok Cho nên cái khái niệm thực phẩm phải nắm, thuốc phải nắm. Vì mình chưa có phân biệt hai cái khái niệm đó. Cho nên mình cứ thấy cái gì riêng riêng cái là mình tưởng nó thuốc, cái mình không dám uống lâu dài. dạ đúng Hình dung ý này không ta? đúng Dạ, cho nên phân biệt cái đó. Giống như canxi thì em uống tới giờ là 15 năm rồi. Ngày nào cũng uống. 15 năm rồi đó. Vậy là nhờ cái khóa này em phải đi 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 mua thực phẩm bổ sung. Dạ nhớ coi nguồn nguyên liệu và uống theo Coi cái nguồn. liều, cái liều dinh dưỡng bổ sung trên hộp á, đó là cái liều cho người khỏe mạnh chứ không phải liều cho người bệnh. Nó ghi ở Đúng. trên đó luôn hả Dạ đúng rồi, mỗi hãng nó có ghi riêng. Còn khi mình nắm cái khái niệm nguồn này nè thì nếu như mình có dùng cái hãng khác thì mình coi coi là một viên như vậy á, một khẩu phần nó bao nhiêu, mà mình biết là mình uống mỗi ngày bao nhiêu cho mình. Rồi sau đó mình phải hiểu về cơ thể mình nữa. Ví dụ ngày hôm đó mình hoạt động nhiều thì hiển nhiên cái hàm lượng canxi mình phải nhiều phải tăng nhiều lên. Ví dụ hơn. như là hôm trước em xuống doanh chủ, nguyên một ngày đó là em đá bóng doanh chủ. Là em đá 6 hiệp. Thì cường độ vận động của em ngày đó là sao? Nó Gấp gấp sáu mấy lần bình thường. lần À, thì cái hàm lượng canxi em phải tăng lên gấp 2-3 lần bình thường chứ. Hình dung ý này không? Đó, rồi. mình hiểu cơ thể của mình, ngày nào mình làm nhiều thì mình ăn nhiều thôi, làm ít thì ăn ít, làm nhiều thì ăn nhiều, đáp ứng nhu cầu của cơ thể mà. Rồi tới đây hình dung được không? Đó, vậy thế bắt đầu canxi nó Nếu quan cho trọng chưa? em hỏi một chút ạ. Thế thầy Dạ nói quan là trọng. thầy nói là thầy vận động thì thầy phải bổ sung thêm canxi ạ. Thế như thì làm sao để biết mình vận động như nào và bổ sung bao nhiêu cho phù hợp với cái vận động đấy ạ thầy? Mình phải hiểu cơ thể mình chứ. Ví dụ nhu cầu hoạt động nè à, ví dụ như một ngày nè mình cần 1.000 tới 1.200, đúng chưa, là hoạt động bình thường cho người văn phòng. Rồi với cường độ vận động như em nói hôm trước là người hoạt động nặng này, thì với cái mức độ đó là tối thiểu mình phải bổ sung gấp đôi chứ. Còn nếu Đúng chị muốn chi tiết hóa hơn nữa thì phải tính toán ra nữa, thì nó nhức đầu lắm. Cho nên cứ đơn giản là gì, rồi. có hoạt động cứ bổ sung thêm, ước lượng tương đối, chứ uống nước nhiều vô.
Nên mà quan trọng nhất là cũng phải cần uống nước á, tại vì tất em có một cả đứa đều phải có con nước, nó nên uống thiếu nước á thầy. thì mình thấy là những người thường bị sạn thận đâu phải liên nguyên nhân là do canxi là nhiều, mà nguyên nhân là do thiếu nước. Dạ, Cái thì tỷ trong lệ trường người thiếu nước sinh sản nó cao hơn người thừa canxi, và tỷ lệ người thiếu canxi sinh sản cũng nhiều hơn người thì sản do thừa canxi. Tại vì khi mình tính tới lúc này nè, nhu cầu được công bố rồi nè, cái này là nhu cầu của người ta công bố, viện dinh dưỡng công bố nè, chứ không phải của mình nữa. Vậy thì dựa trên nước lượng gì nè, là mình thấy hàng ngày mình ăn đã đủ canxi chưa. à? Vậy thì tại sao sản? Nếu nó thừa canxi sản, tại sao sản? Trong khi phần lớn là thiếu. Hình dung ý Con này em nó, thằng con em nó ăn rau cải trái cây đồ nhiều á mà nó vẫn bị thiếu cái nó vẫn bị bón á, thì hôm qua nói rồi. nó thiếu Nước. nước, Ừ. Nước là trọng điểm. nó thiếu nước. Rồi, vậy nếu hàng ngày ai đó có thói quen ăn được về khoảng chừng nửa ký rau, duy trì cái đó đều đặn mỗi ngày, thì cái lượng canxi chúng ta có thể tương đối không cần bổ sung cũng được. Tại vì nửa ký rau thì trong thịt cá, cơm này kia nó cũng còn nữa mà. Chứ đâu phải chỉ trong rau đâu. Nhưng mà ăn nửa ký rau ăn không nổi đâu. Tùy người thôi. Ngày mình ăn gỏi cuốn này kia ăn dư à. Hai vợ chồng em, hai vợ chồng của con mỗi lần mà tới gì xiên xiên cái làm cá luộc hấp hay gì gỏi chiên hay là chả lụa này kia gì đó gói á, cũng bánh tráng, thì thường ngày đó ăn ngược cả ký, ăn còn không đủ. Hay là cái đợt mà dịp lễ này kia nấu bánh gì chiên bánh xèo bánh khọt rồi nè, ăn rau nhiều lắm à. Tuy nhiên nó sẽ dính vào một chỗ, đó là đúng là nhiều rau thật nhưng mà phần lớn chỉ là rau màu xanh. Hiểu ý này không ta? Sao? Tức là Chị chỉ có hiểu. rau màu xanh thôi, màu khác nó À. không có, cho nên dù đủ số lượng nhưng mà hàm lượng nó cũng không đủ. Thầy ơi, nhưng mà khi mà rau mà mình nấu lên đó thầy là đã bị hao hụt một 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 khoảng rồi thầy, đâu có phải mình nấu lên mà nó còn nguyên như vậy đâu thầy. Thì bây giờ có ăn còn hơn là không có, còn phải phải thích là có ít còn hơn là không có. Hình dung như này không? Vâng. Ừ. Nên ý Có em nói được nhá, là không? tuy là mình nghĩ rằng là mình ăn cả ký rau đó thầy, nhưng mà khi mà cái sự tiêu hao đó thầy, Thì em đã nói với em chị nghĩ rằng rồi, vẫn đó cần là phải tất bổ sung cả đó nó thầy. chỉ là ước lượng chứ đâu có chính xác nổi. Hình dung quý Thì này nó không? có không hiểu Đó, có ít còn hơn là không có. Vậy thì cái cơ bản nhất nè, dưỡng cơ bản nhất nè, nghe cái mình nội thấy kiểu này tâm không đủ rồi. gọi Thì là đây, khóa bí mật nội cái thực phẩm bổ sung nó tâm ra đời nè. thì có Đây, chỗ này nhập nè. tâm vẫn bổ sung À, chỗ này nè. Mỗi một quốc gia và cũng dâm này. mỗi một quốc gia thì viện dinh dưỡng khi người ta đã cho ra đời á, đó, thì trong cái thực phẩm bổ sung người ta công bố, người ta đã ước lượng cái thói quen của quốc gia đó và bổ sung về, tức là mặt bằng chung người ta coi cái trong mỗi quốc gia nó có cái khuyến nghị riêng của từng nước không. Vậy khuyến nghị đó đâu ra? Khuyến nghị đó phải dựa trên gì? Khảo sát, nghiên cứu từ thói quen ăn uống vận động của quốc gia đó, mà từ đó người ta cho ra cái con số tương đối bổ sung mỗi ngày. Cho nên người bình thường các anh chị không nhớ gì hết thì đơn giản là nếu mình có góc nhìn của thực phẩm bổ sung và nguồn gốc hữu cơ à, thì thời điểm đó cũng tùy vào chất nữa ha, nhưng mà phần lớn nếu bổ sung nó là thực phẩm bổ sung nha, chứ không phải thuốc nha, nhớ thực phẩm nha, thì mỗi ngày các anh chị duy trì theo cái hàm lượng khuyến nghị ở trên đó thì mình tương đối an tâm.
Tới đây kịp không? Ví Vâng, dụ thế như ơi. cà si. Vâng, thế thầy cho em hỏi cái chỗ này ạ. Như Dạ. là trường hợp như những người cao tuổi mà đã bị vấn đề về xương khớp như thế, thế mà Dạ. uống sữa thì chỉ bổ sung canxi trong máu, như trường hợp mình dùng thực phẩm bổ sung với thầy thì có tốt cho xương khớp không ạ? Theo các anh chị tốt không? Theo các anh chị tốt không? Dạ ăn uống không được rồi bổ sung vô tốt không? Tư duy thử Em nghĩ là tốt nhất, cái quan trọng này là ai? em muốn hỏi là cái phần là những người cao tuổi thì có được cải thiện cái xương khớp, ví dụ như là loãng xương hoặc là thoái hóa ấy thầy. Giờ tới bây giờ em hỏi chị là bệnh nó có chữa được không? Dạ lạnh giảm Có. Chữa được không? Có ạ. Chữa làm sao? Chữa được thì đi chữa đi, hỏi dinh dưỡng làm chi? À, bệnh thì không chữa được ạ. Thế nhưng mà em À? nói là bổ sung cái dinh dưỡng này ạ. Vậy thì ăn không được bổ sung vô tốt không? Không được thì bổ sung. Trời tư duy gì mà cũng hỏi em nữa trời. Tại vì mỗi ngày nè, dù là ai em không biết, mỗi ngày canxi có cần hỗ trợ không? Dạ Dù là lớn tuổi hay nhỏ tuổi thì canxi có cần cho hoạt động của cơ thể không? có. Có. Thì bây giờ ăn không được thì làm sao? Thì mình bổ sung. Nó thì đơn giản vậy thôi mà, tại sao phải hỏi? Trời trời. Đừng có thầy. Thầy ơi, thầy cho em hỏi thêm một câu nữa ạ. Dạ. À, mẹ chồng em ý ạ, à, mẹ chồng em đi khám bệnh thì bác sĩ bảo là bị dư canxi huyết ý thầy. Mà Dạ. thời gian đấy là mẹ chồng em uống cái Dex Max. Thế là mẹ chồng em bảo là do uống cái đó nên là mẹ chồng em bị tăng canxi huyết. À, sau đó À. là em không uống nữa và mẹ em cũng không uống canxi. Dạ. Em có nói với mẹ em là vẫn phải bổ sung canxi đấy, nhưng mà mẹ em bảo là không, mẹ bị như thế nên là mẹ không bổ sung nữa. Mẹ em không biết là vì sao cái có canxi huyết đấy, và cái này thì cũng nên nói với mẹ chồng em như nào để mẹ Nãy em nói có rồi mà. Đây chỗ này nè. Cái chỉ số canxi huyết này nó có phản ánh tình trạng dinh không? Hồi nãy nói rồi mà. Khúc này em nghe em chưa rõ lắm. 1% canxi huyết là một hàng số nó duy trì để cân bằng nội môi trong cơ thể, không phản ánh tình trạng dinh dưỡng của cơ thể. Cho nên việc đo cái nồng độ canxi huyết dư hay thiếu nó không phản ánh, không nói lên là người đó thiếu hay thừa canxi. Mà thiếu hay thừa canxi phải kiểm tra đây nè. Và tất cả mọi cái chất dinh dưỡng khi mình đưa vào trong cơ thể, dù qua đường gì, đường uống, đường ăn hay truyền, thì tất cả nó đều vô máu. Và khi vừa đưa vô trong cơ thể xét nghiệm máu thì nồng độ nó đều cao lên là chuyện bình thường. Hình dung cái này không ta? Dạ. Giống như mình vừa uống ly cà phê sữa rồi thì trong máu mình đường huyết có tăng không? Vậy lúc đó đi kiểm tra thấy đường huyết tăng nó tiểu đường đúng không? Chưa chính xác. Không. Tại vì nó còn cơ chế chuyển hóa lại nữa, nên vừa ăn xong vừa uống xong mà đi kiểm tra là sao là đúng. Cho nên tất cả người ta đều phải có gì, kiểm tra cái gì đó. Nếu có kiểm tra máu, tùy vào tình trạng kiểm tra mà bác sĩ người ta đều nói là không ăn bao nhiêu giờ. Hình dung ý này không ta? Dạ. Dạ, À, hình dung rồi thầy. đó nên phải hiểu cái chỗ đó. Tại tất cả cái gì mình đưa vô cơ thể này thông qua ăn uống thì nó đều đưa vô máu hết. Tại nó hấp thu vô máu nó mới đưa đi khắp cơ thể. Vậy thì ngay cái thời điểm mới ăn xong mà kiểm tra thì đâu có đúng. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai, đưa vô uống cái loại thuốc đó mà đưa vô thì đầu tiên phải hỏi cái người cho thuốc. Đây nó khác khái niệm này, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái tỷ lệ đó mà nó có vấn đề đó thì coi lại bệnh lý, nó không có liên quan tới của canxi đâu mà nó liên quan tới cái công năng chuyển hóa canxi, mà trường hợp đó là coi lại cái chức năng của tuyến giáp và thận, Lần lần không hỏi nữa đúng không thì coi lại cái người đó có bị tuyến giáp và thận không. thầy? Dạ. Mà em thì cũng bị tuyến giáp thầy ạ. Đó
để nó liên quan tới cái việc gì, nó tuyến giáp và tuyến cận giáp, một cái là nó đưa canxi vô xương dự trữ, một cái là lấy từ xương ra để bù đắp sự thiếu hụt của canxi huyết hay chỗ nào đó cần canxi. Cho nên rối loạn cái tuyến giáp thì dù là lượng canxi đưa vào trong cơ thể của mình ít đi chăng nữa thì nó rối loạn mà, cho nên đâu có biết được nó làm sao xảy ra gì. Nên khi đo cái nồng độ máu thì có khả năng là người ta nói là canxi nó đang tăng, nhưng mà trường hợp đó nó không có nghĩa là có cơ thể họ đang dư canxi, mà chỉ có thể kết luận là canxi ở trong máu nó đang dư, tức là cái công năng chuyển hóa canxi về đúng chỗ nó chưa có phù hợp. Thì có thể đơn giản giống như em chở chị, cái chị cho em địa chỉ, cái em không biết địa chỉ đó, em chở hoài cả ngày. Hiểu cái này không ta? Thì đó là Hiểu chức năng nó nha. giống vậy đó, nên thấy con thằng chạy khơi khơi trên đường hoài mà đi đâu hết. Dạ, em biết ơn thầy. Dạ. Em thế thì em có cái lý luận để em nói với mẹ em. Dạ. Nó không phải nó dư xăng đâu, mà tại nó không biết địa chỉ đi về. Thì canxi nó cũng vậy đó. Không phải nó dư đâu, mà tại nó không biết chỗ về. Dạ, em biết ơn thầy ạ. Hình dung cái này không? Này giống như một cái trường hợp nè, cái từ ngữ Việt Nam mình dễ bị nhầm á. Ví dụ như tăng men gan, thì có phải là men gan mình tăng không? Vâng, Phải không? dạ Có phải phải men gan nó dư không? dạ Không, không đúng. câu chữ đó thầy, tăng men À, gan thì mình hiểu à. rằng tăng dư đó thầy, Thì người ta hiểu nhầm là dư men gan, chứ men gan đâu có dư, đâu có dư. Cái mà câu nó chữ lọt của nó ra là máu gì? có không thầy? À, À thì cái vậy chính thì xác của hiểu nó là lại. tăng men gan trong máu. Bình thường men gan nằm đâu? Men gan thì nằm ở đâu? Nằm ở gan chứ nằm đâu? Vậy tại sao giờ nó có trong máu? Thì chứng tỏ rằng là cái lá gan nó tổn thương rồi, nên cái nồng độ men gan đi vô máu mà làm cho nồng độ men ở trong gan nó vượt ngưỡng. Men gan ở trong máu nó vượt ngưỡng. Cho nên cái kết luận chính xác phải là tăng men gan trong máu. Vậy này cái gốc là do cái lá gan nó tổn thương rồi. Hiểu cách đơn giản đó là gì? À, có một cái bàn, trên bàn nó có ly cà phê. Cái ly nó bị lủng, cái cà phê nó tràn ra bàn. Cái nhân viên không biết, cứ tới lao cái bàn hoài mà không chịu gì, bịt cái lỗ trên ly. Cái lao riết cái cuối cùng cà phê trong ly nó hết luôn. Thì nó mới sạch cái bàn. Tới đây hình dung được không ta? À, vậy thì cái tình trạng mà bị men gan, cái tối ngày cái tập trung gì hạ men gan trong máu mà không chữa cái lá gan cho nó phục hồi, thì đó là một trong những nguyên nhân dẫn tới xơ gan. Nhưng tại sao y học chỉ cần hạ men gan trong máu thôi là ta đã khỏe? Rất là may mắn, tại vì lá gan nó có khả năng tự tái tạo, cho nên quá trình đó chỉ cần tập trung hạ men gan trong máu để không có ảnh hưởng, còn lại cái người ta tạo điều kiện cho gan nó phục hồi, và cái tốc độ phục hồi của gan nó rất là nhanh. Cho nên cái tiến trình đó nếu tổn thương không quá lớn, phần lớn người ta chỉ tập trung hạ men gan trong máu, không cần quan tâm tới lá gan. Tới đây hình dung không ta? Kịp kịp không ta? Thầy lắm hơn thầy. Dạ. Giống như tình trạng gì tăng huyết áp thì có phải máu mình đang dư không? Có phải máu đang dư không? Đâu phải. Máu máu không có dư thầy, Ừ. mà là Áp suất áp dòng suất chảy trong trong máu máu hay thôi là thì dạ. à, nên cái từ ngữ của người Việt của mình á, các anh chị phải hiểu cho đúng của nó, nếu không nó nguy hiểm. Hình dung cái này không? Vâng. Nói tóm lại, vậy là mình biết canxi cần mỗi ngày không? Dạ. Vậy khi nhắc tới Quan canxi thì nhớ trọng. tới gì? Khi thì cũng có canxi ta. Ừ, thì nhắc tới ăn uống. Nhắc tới canxi thì nhớ tới nguồn cung cấp, hàng ngày ăn gì. Vậy thì chỉ cần nhớ mỗi ngày ăn khoảng chừng gì, nửa ký rau,
rau quả trái cây ăn đa dạng lên nhiều lên thì canxi nó tương đối. Nó tóm lại có điều kiện thì phân tích hết 7 cái để mở rộng nhận thức, còn không có thì các anh chị chỉ cần nhớ theo đồ hình này bốn khái niệm cơ bản. Thứ nhất, ví dụ điền cho đây là canxi, vì nhu cầu hàng ngày thì tùy lứa tuổi, nếu người trưởng thành thì mỗi ngày cần 1.000 cho tới 1.200 mg. Vậy nguồn cung cấp là từ đâu? Cái liệt kê ra trong các loại rau quả tươi thì đều có canxi, và thường những loại màu xanh thì nhiều hơn. Ví dụ vậy. Nó có trong gì nữa? Trong hải sản. Cái mở ngoặc ra, nó có nhiều ở trong các loại giáp xác, tôm, cua, sò, ốc gì đó. Cái thứ ba, nó có trong các loại sữa. Sữa giờ nó có hết mấy này rồi. Cái thứ tư, nhớ tới bổ sung dạng viên, dạng lỏng, dạng bột, tùy nhu cầu, tùy niềm tin ở hãng nào. Dạng viên, dạng lỏng, dạng loãng, dạng bột, và có nguồn gốc từ thực phẩm chứ không phải thuốc. Nhớ cái này là thực phẩm. À, rồi nhớ tới vai trò, đưa vai trò của canxi vô. Nhắc tới canxi là nhớ tới vai trò của sức khỏe của xương, của răng, của thần kinh. Co cơ và thư giãn. Hoạt động đông máu. Dân dân gì dân dân. Đó. Liệt kê tối thiểu 5-6 cái vậy đó. Nguy cơ thiếu hụt. Nhớ là lúc nãy. Còn các chị không nhớ cũng được. Các anh chị nhớ cái hình hình ảnh hóa này là được. Các anh chị nhớ cái dấu này nè. Đối nghịch. Tức là ngược với vai trò thì đó là nguy cơ hết. Nhưng nhiệm vụ của mình là làm lớn cái cột vai trò lên để hàng ngày tập trung cho phù hợp. Còn có điều kiện. Còn có điều kiện thì làm lớn dần lên, nhiều hơn nữa là tốt. Hình dung được không? Rồi, tiếp tục. Cái hết canxi xong các anh chị tới gì? Sắt. Hết sắt xong cái tới kẽm. Hết kẽm xong cái tới gì? Natri. Kali. Hết khoáng chất xong cái tới vitamin. Cái tới vitamin C. Vitamin E. Vitamin B1 gì đó tùy. Cái hết vitamin xong cuối cùng bắt đầu đưa vô gì? Chất đạm. Mỗi ngày cần nhiêu đạm? Nguồn cung cấp đạm là gì? Vai trò của đạm, nguy cơ thiếu hụt đạm. Cái hết đạm xong cái tới đường. Hết đường xong cái tới béo. Cái xong cái đó xong cái tiếp tục dưỡng chất thực vật màu xanh. Nhu cầu hàng ngày, nguồn cung cấp, vai trò, nguy cơ thiếu hụt hết. Rồi xong. Vậy cuối cùng dinh dưỡng các anh chị cần nhớ hai đồ hình là xong. Đồ hình một. Còn nếu các anh chị muốn kỹ luôn thì ba đồ hình. Đồ hình tổng thể từ bữa ăn đi ra. À, từ bữa ăn này cái tới đồ hình thứ hai. Nó từ bữa ăn đó đó, nó chất phân làm ba loại, ba nhóm: đa lượng, vi lượng, dưỡng chất thực vật. Cái từ này cái chi tiết hóa từng chất hết, nó có ba cái. Xong rồi đó, dinh dưỡng nó có nhiêu chứ có gì đâu, còn lại triển khai ra thôi.
À, từ cái này triển khai ra khoảng 40 tờ là xong, 40 chất là xong. Là xong có luôn cuốn bí kíp về dinh dưỡng. Đơn Ở đơn giản như thôi. Chỉ có một cột thay đổi thôi và cột cập nhật thôi. Là cột thứ nhất, nhu cầu sẽ thay đổi theo 5 năm lần. Hình dung không? Cứ 5 năm là cái con số này thay đổi nè. Theo tiêu chuẩn của quốc gia. Cứ 5 năm định kỳ khảo sát thay đổi số liệu một lần. Rồi qua quá trình phát triển thì có thể người ta phát hiện ra vai trò và nguy cơ nhiều hơn. Nhưng nó không nằm ngoài bốn cái khái niệm này. Hình dung được không ta? Thấy đơn giản không? dạ được không dạ Hỏi xong rồi đó, đơn giản. Như đó. Nhờ cái bắt đầu đơn giản hơn chút nữa. Vậy làm sao ăn tương đối những cái này? dạ đúng rồi đó À, có hai cái khái niệm đơn giản các anh chị bắt đầu làm nè. Thứ nhất, khái niệm thứ nhất của Việt Nam thì các anh chị tìm về cái tháp dinh dưỡng cho người Việt của Viện Dinh dưỡng theo lứa tuổi. Tháp dinh dưỡng đó, theo lứa tuổi. Và cái khái niệm nguồn tháp dinh dưỡng này là của Viện Dinh dưỡng. Tiêu chuẩn của Viện Dinh dưỡng mỗi quốc gia khác nhau. Đó, thì dựa trên đây là mình ăn theo đó là xong. Rồi. Thứ hai, cái tháp này thì có 7 tầng. Thì mỗi tầng mỗi ngày ăn nhiêu nó có ghi chi tiết. Các anh chị lên Google search là ra ha. Cái tiệm bản mới nhất nha. Hiện tại ở trên mạng thì chắc nó cũng đang dùng cái bản 2016 đến 2020 à. Thì các anh chị vô cái trang của Viện Dinh dưỡng Việt Nam á, lấy cái tháp mới nhất dùm vô. Còn đơn giản hơn chút nữa thì các anh chị nhớ cái bản này. Đó là của tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn của quốc tế. Nhưng mà khi ứng dụng trong ngành sức khỏe thì gần như là toàn cầu người ta đều dùng cái khái niệm này. Đó, đó là tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn của Harvard ha. Của Harvard thì nó gọi là bữa ăn vàng ha. Nó gọi là bữa ăn vàng thì các anh chị có thể tìm hiểu thêm. Anh chị có thể vẽ ra cái đĩa ăn cơm á. Rồi các anh chị chia cái đĩa này ra. Là cứ mỗi lần đi ăn là nhớ gì nè, cứ lấy dĩa cơm là nó tương đối gì nè, sau đó đi ăn buffet cũng vậy đó, cái chọn giống gì là cái chị tương đối ổn nè. Cái này người ta gọi là đĩa ăn vàng theo tỷ lệ. Đĩa ăn vàng thì đầu tiên cái phần rộng nhất bên đây nè, à, đó là rau củ quả. Nó thì cung cấp chất xơ, vitamin, khoáng chất này kia vân vân, thì nó chiếm khoảng 40% trong cái đĩa thức ăn này. Rồi, tiếp tục. Đó là chất đạm, thịt, cá, trứng.
thì cái tỷ lệ này nó chiếm khoảng 30%. Rồi tới bột đường. Thì chiếm khoảng 20%. Các anh chị chia cho tương đối lại nha, cái đây gặp nó ước lượng như thôi. Rồi và cái cuối cùng đó là chất béo. Thì ước lượng của nó khoảng 10%. Rồi. Và ưu tiên thực phẩm sạch. Đó, trong bữa ăn hàng ngày thì đơn giản hóa là như vậy. Cái thứ hai là tháp dinh dưỡng. Tháp dinh dưỡng thì các anh chị lên Google là các anh chị nắm được rồi ha. Anh chị có cần tài liệu từng loại vi chất không? Có thầy, dạ có thầy, dạ có. Có thì đợi một chút. Về các anh chị tự tham khảo thêm ha. À. Dù có soạn theo cái đồ hình lúc nãy cho các anh chị đơn giản để nhớ. Hiển nhiên là nó ở cơ bản thôi. Thì sau đó các anh chị bắt đầu phát triển thêm. Các chị đợi một chút nha, Vũ đang tìm lại. Rồi. Ok. À, cái thứ nhất là vitamin ha. Cái đường link mới gửi lên là vitamin. Cái thứ hai là khoáng chất. À, cái thứ ba là dưỡng chất thực vật. Cần dưỡng chất thực vật không? Dạ có hả? À, dưỡng chất thực vật. À, cần gì nữa không? Sẵn đang tìm là tìm luôn. Hết đi. Gửi hết hả? Gửi hết căng lắm. Gửi hết là kiếm cái máy. Cái cuốn này các anh chị có cần không? Thầy có cái bài nào chuyên về Không thầy nghe có rõ cái bài chị. nào chuyên alo thầy nghe Rồi. không ạ? Dạ nói lại đi chị. Em hỏi là thầy có cái phần kiến thức nào để hỗ trợ về phổi, riêng về phổi ấy, cho em xin được không Hỗ trợ riêng cái gì? thầy? Về phổi ạ. Phổi hả? À phổi thì cái này là nó vô cái ứng dụng à. Ứng dụng à, nó phải tới học phần tư duy mới được. Nắm tư duy thì các anh chị mới biết cái đó luận được. Còn nếu hiện tại chỉ cho cá nhân thôi thì các anh chị tham khảo cái quyển sách nó tên là Dinh dưỡng điều trị. Dinh dưỡng. Dạ, nó tổng cộng có 4 quyển. Nhưng mà hỏi cái dụng ý đó thì hỏi cái bài dinh dưỡng điều trị. Dạ, còn cái chuyện muốn khỏe thì hỏi dinh dưỡng bổ sung. Nó có hai cái cuốn nó khác biệt ha. Vâng. Dạ, tại vì một cái thiên về cái chiều hướng bảo dưỡng, một cái nó thiên về điều trị, nên cái hàm lượng nó khuyến nghị khác nhau. Vâng. Dạ, nên đọc thì các anh chị cũng phải có tư duy chỗ đó. Nếu không mình thấy ủa sao cũng là dinh dưỡng mà hai cái nó khuyến nghị khác nhau. Một cái nó điều trị nó khác, một cái nó bảo dưỡng nó khác chứ. Dạ nên không có mâu thuẫn chỗ đó. Vâng ạ, em biết thầy. Dạ. Rồi. Vậy ha. Bữa nay mình đi nhiều. Thì bữa nay mình có các đồ hình sau. Để các anh chị hình dung lại. Đây.
dựa trên nền tảng học phần ngày hôm qua là cái mâm cơm, dựa trên mâm cơm của gia đình chúng ta, cái chúng ta thống kê lại, đơn giản hóa lại, nó chỉ còn có ba nhóm chất thôi: đa lượng, vi lượng, dưỡng chất thực vật. Thì vai trò trọng điểm của nó chúng ta vừa nắm, sau đó chi tiết hóa từng chất thì theo đồ hình này, và chúng ta lấy một cái ví dụ đó là canxi làm đại diện, và các chất khác cũng tương tự. Ví dụ mình đổi thành cái vitamin C, cái mình muốn chiều sâu thì mình sẽ hỏi đơn giản: cơ thể con người có vitamin C không, hay là mình cần vitamin C không, vậy mình có bao nhiêu trong cơ thể, vitamin C có ở đâu, mình có thể tạo được vitamin C không, vai trò của C là gì, mỗi ngày cần nhiêu C, nguồn cung cấp C. Rồi còn cơ bản đó là bốn cái: vitamin C nhu cầu mỗi ngày là nhiêu, nguồn cung cấp C, vai trò của C, nguy cơ thiếu hụt là xong. Hình dung không? Cái nền tảng, một cái đầu sau. Rồi nó đơn giản vậy đó. Rồi dựa trên đó thì ăn uống có hai cách: một là ăn theo tháp dinh dưỡng, hai là ăn theo cái tiêu chí này. À, hết. Hiển nhiên cái tiêu chí này là nguồn thực phẩm có chất lượng nha. Nguồn đạm, nguồn rau quả, nguồn bột đường, nguồn béo là chất lượng. Đó, nguồn thực phẩm có chất lượng cho nó chia theo tỷ lệ. Cái lòng bàn chân mà cái da nó bị khô quá là có liên quan đến canxi Dạ không. Lòng bàn chân khô thì cái đầu tiên mình coi lại cái tính chất công việc của người đó trước đã. Tức là cái môi trường làm việc có ẩm thấp không? Cái tiếp xúc với hóa chất này nhiều không? Có mang giày đồ nhiều không? À, thứ hai là lượng nước hàng ngày họ dùng có là đủ không? em tiếp xúc với này. Không nghe được cái chị. Chị nói lại giúp em. Nghĩa là hai rất nhiều Không nghe được. Không nghe được. Thầy ơi, vậy cho em hỏi xíu, tại chị đang còn bệnh gì là B, thầy uống với canxi có được hay không? Thí dụ như buổi sáng em có thể uống viên 3B kết hợp với viên canxi hay là phải uống tách ra? Trong mâm cơm này có 3B Có. không? Dạ Có canxi không? có. Thì có tách ra không? Dạ không. À, rồi xong rồi đó. Nếu Dạ dinh dưỡng này không tách nhưng thuốc thì tách. À, hai khái niệm thuốc với dinh dưỡng phải nắm rõ. Thuốc là theo quy định, dinh dưỡng ăn chung bình thường. Hả? Alo. Dạ. Thầy ơi, thầy cho em hỏi hai cuốn sách dinh dưỡng thầy vừa nói là cuốn sách dinh dưỡng điều trị là có mấy cuốn thầy nhỉ? Dinh dưỡng điều trị nhiều cuốn lắm chị, nhưng mà chị nó có nhiều bác sĩ viết lắm, nhưng nền tảng nếu mình hiểu về dinh dưỡng cơ bản á, chị chọn cái bộ sách của First New á, nó có bốn bộ nó có bốn quyển, là chị muốn hỗ trợ sức khỏe nền tảng á, kèm với chuyên sâu luôn á, ở mức độ tương đối á, thì chị lấy bốn cái quyển Con sách nhớ lấy đồ của vào First New ha. Cái cuốn thứ đây. nhất đây là cái cuốn dinh dưỡng chìa khóa vàng cho sức khỏe, là cuốn thứ nhất dinh dưỡng chìa khóa vàng cho sức khỏe của tạp chí Sport News á. Cái cuốn đó nó được ấn hành hơn 80 nước rồi đó. Rồi thứ hai đó là cuốn dinh dưỡng theo độ tuổi. Cuốn thứ ba là thực phẩm khéo dùng nên thuốc. Thực phẩm
khéo dùng nên thuốc. Dạ chưa? Dạ. Rồi, cú thứ tư. Cú này thì cũng ít đọc, nhưng ba cú đó là cú nền. Còn các anh chị muốn đọc nữa thì thêm cú này. Để dụ mở coi lại cái. Cú này vô cũng ít đọc. Lâu lâu cũng coi lại. Tại nó cũng là một trong những cuốn quan trọng. Nhưng ba cuốn đó là cuốn nền tảng á. Đọc ba cuốn đó xong là đọc các cuốn khác, các anh chị sẽ hiểu cách đơn giản. Thầy ơi, thế cái quyển mà dinh dưỡng bổ sung mà thầy nói là cái quyển gì đấy thầy? Em tìm cái bạn mà chưa thấy ạ. Diễn đó là dinh dưỡng điều trị, cái cuốn riêng, nó không nằm trong bộ này nha. Vâng. Tức là mình nghiên cứu thêm trong quá trình điều trị á, thì nó cuốn sách riêng trong ngành y Dạ. tao biết. Dạ. Dạ của bác sĩ em nhớ không nhầm thì tên Sơn cái gì Sơn Sơn đó. Cái mục tiêu của nó ta. Anh chị đợi một phút nha. Vô tìm lại cái trong cái bộ sách đi. Rồi câu thứ tư đó là ăn uống thông minh. Ăn uống thông minh tức là thực phẩm nào nên ăn, thực phẩm nào nên không trong giai đoạn. Rồi bốn cuốn đó là cuốn bộ nền tảng. Còn ở Việt Nam thì nếu có điều kiện thì các anh chị đọc thêm cái quyển cái quyển dinh dưỡng của Viện Dinh dưỡng Việt Nam. Cuốn sách dinh dưỡng á của Viện Dinh dưỡng Việt Nam. Cái cuốn này hình như không có xuất bản mà chỉ cho cán bộ thôi. Để Vũ coi cái còn file mềm không, nếu có gửi luôn. Rồi, cuốn này nó không có xuất bản rồi, dành cho cán bộ rồi. Rồi, còn một cuốn tổng thể để có thể mở góc nhìn đó, các chị có thể tham khảo một cuốn, cuốn này cũng hay lắm. À, đó là dinh dưỡng học, bị thất truyền. Này em cũng đang nghe này. Dạ. Cũng đó hay á. Dạ, biết ơn thầy ạ. Hôm nay Dạ. khóa này của thầy học lượng được nhiều kim cương quá. Cảm ơn chị. Thầy ơi, cho em hỏi lại thầy tự thầy thầy chia sẻ giúp em với.
Dạ. Nói đi chị, nghe được rồi đó. Hồi nãy em hỏi em nhờ thầy chỉ điểm thí dụ cái lòng bàn chân nó bị khô á thầy, là em có sử dụng nước á, mỗi ngày chắc tầm khoảng 2 tiếng á. Dạ, rồi, đó là nó do mất nước. Cái yếu giống đặc biệt là mình thấy dễ gặp là những người thường hay tiếp xúc với nước như bơi lội, vận động viên rồi nè. Biểu hiện đó người ta gọi là mất nước nổi bào. À, Chỉ thì nó cần làm bổ sung dinh dưỡng. không không có bổ sung dinh dưỡng mà bổ sung nước. Uống nước trước và sau cái quá trình mình tiếp xúc nước đó, đó. Rồi sau đó về cái là mình hỗ trợ thêm cái dưỡng thể cho dưỡng ẩm cái chân. À, rồi còn về mặt dinh dưỡng nó có điều kiện á thì nó hỗ trợ thêm cho niêm mạc thôi, chứ nó không phải là vấn đề bệnh lý, mà mình muốn hỗ trợ cho nó tốt về da thêm thôi. Thì vitamin C, vitamin E, collagen với caroten, nó làm hỗ trợ thêm thôi chứ nó không phải vấn đề bệnh lý, tại do mình tiếp xúc với nước cho nên da nó dễ bị như vậy. Còn chị muốn hỗ trợ cái đó nó triệt để hơn chút thì học thêm thay gân đổi cốt, đưa khí xuống chân, giữ lại cái lượng khí đó thì nó sẽ hạn chế cái tình trạng đó. Nhưng nhớ nước là quan trọng nhất. Giống như tình trạng mà mình thấy ai đi bơi á, bơi khoảng chừng tiếng trở lên thì mình thấy các móng tay đầu của ta nó móp lại hết rồi. Chị thấy móng ngón đầu đầu ngón tay cũng chưa, nó móp lại hết rồi. Người ta tưởng thiếu đạm, thiếu Dạ dinh đúng dưỡng, không phải, nó mất nước. Tình trạng nó gọi là mất nước nội bào. Cho nên là lên là bổ sung nước là cái đầu tiên, ưu tiên hàng đầu. Em tưởng ngâm nước lên nở ra chứ mất nước là thầy em teo là gì. Dạ. Con đi ra đóng cửa giúp nha. Rồi vậy nha. Thầy cái này nữa nè, thầy cho em hỏi cái này, ví dụ tắm á. Dạ chưa thầy, cho em hỏi câu này nữa ạ. Khi mà Dạ. tắm á thì mình tắm ở dưới chân trước, nhưng mà khi mà cái này nó không ở trong trường hợp tắm mà em sử dụng cái tay mà em sử dụng nước nhiều á, thì cái trường hợp đó có phải cho ướt cái phần chân trước không hay là vẫn hoạt động bình thường? Tại vì hiện tại em đang ở trong cái khoảng thời gian mà sử dụng nước, tay sử dụng nước đó thầy. Chưa chưa hiểu ý lắm. Nói lại giúp em ý gì sao? Không, lúc trước á là em nghe là tắm là mình phải tắm phần dưới phần chân trước để cho cơ thể nó thích nghi, À, hỏi nhưng mà cách tắm em đó thì đúng không không? phải là hiện tại em không phải là tắm, mà tay của em còn không, em hiểu cái đó rồi thầy, nhưng mà ý là bây giờ em đang ở trong cái thời gian mà cái tay của em hoạt động nước nhiều thì em sợ là nó bị ngấm nước á, thì cái trường hợp này có sử dụng giống như là mình làm ướt cái chân trước không Dạ không hay cần đâu chị, là sao thầy? mình nâng cái sức khỏe mình lên á, chứ mình đừng tìm bóng tối nữa, tại tính chất công việc của mình nó như vậy rồi, thì mình chỉ có cái mình nâng cái sức đề kháng của mình lên, mình dưỡng cho cái sức khỏe tổng thể mình tốt lên, học khí lên để bảo vệ cơ thể mình, rồi nhớ bổ sung nước đều đặn sau quá trình tiếp xúc nước. Ừ, chứ mình đâu có vậy, không lẽ mình bỏ công việc đó sao? Không phải em bỏ công việc, nhưng mà ý là nó có gần gần giống như là mình tắm, mà trước khi mình tắm mình cần bảo vệ trước á thầy. Em Không chỉ cần hỏi đâu chị, vậy. cô không cần đâu chị, học khí lên, chị học khí lên giùm em như nâng lên. Ok. Dạ, Dạ biết ơn thầy nhiều ạ. Biết ơn cả học khí nhà. là tăng cường miễn dịch lên giùm em là được. Rồi. Vậy ha. Dạ, biết ơn thầy Dạ. Vũ. Hôm nay mình chia tay. Dạ, biết Ngày ơn mai mình thầy. tiếp. Bữa nay buổi 12 đúng không? Dạ. 13 12. 13 hả? Dạ, biết ơn thầy. Ồ, 13 rồi, vậy là học phần về quan niệm là không học kịp luôn rồi. Ok, vậy là ngày mai mình sẽ học một phần về ngũ hành. Trong đó luận liên quan tới phẩm chất và các yếu tố liên quan sức khỏe, và mình ngày cuối mình sẽ chốt về quan niệm với tư duy sức khỏe. Rồi Hôm khóa nay là sau. buổi 12 chứ thầy ơi.
Dạ em nhớ bữa này buổi 12. Làm đi Hải đó, vì chủ nhật tuần trước tán nghỉ ạ. Dạ. Dạ vậy À. được rồi, vậy còn 3 buổi gì kịp. Tương Rồi. đối. Ok. May Rồi quá. cần gì luôn thì nhắn nha, để coi mai cứ có gì gì cho được cho. Dạ. Có phải Thì gây ăn tạo trước khi ngủ là béo phải không thầy? sao sao? Thầy hôm qua bảo là gây đi trước khi ngủ ăn một quả táo là dê béo phải không thầy? Đâu có từ nào hôm qua ông nói ăn táo dễ béo đâu. Không phải, Em lại nghe ra là nếu mà ăn gì cũng béo thì trước khi ngủ ăn một quả táo dê béo ạ. đâu có, nó là ai mà con bị ốm ăn hoài không mập, thì để cải thiện tình trạng đó thì trước khi ngủ ăn quả táo, cải thiện hệ thống tiêu hóa và cân nặng, À. Mẹ lại vô thấy chưa? Dạ. Anh chị thấy nguy hiểm không, thấy Yeah. chưa? Mình. Xác nhận rồi, nói ông Vũ nói không à, chết luôn. Cảm Rồi ơn thầy ạ. thôi, hẹn gặp lên. Cảm ơn thầy cũng Dạ, thầy. dạ Cảm ơn cả thầy, đi thăm cả nhà. nhà. Chào Cảm ơn thầy. thầy, Bye bye. biết ơn thầy. Bye Cảm ơn thầy. bye. Biết ơn thầy. Yeah, biết ơn thầy.